hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1511, cách tu luyện mới. Ta phải đi ngay, y tiểu âm để điện thoại xuống, có chút chuyện gấp, ta phải đi xử lý. Vợ y y, có người gây phiền phức cho ngươi sao? Ta đi đánh bọn hắn với ngươi. Hạ Thiên cũng muốn đi theo y tiểu âm, một mình tại thành phố Quế này thật sự rất nhàm chán. Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, thì hãy ở yên tại đây. Y tiểu âm thản nhiên nói, việc ở bệnh viện ta còn chưa xử lý xong, A Cửu sẽ tiếp tục xử lý nốt công việc ở đây, còn về chuyện của Ninh Lão Gia Tử, người hãy chăm sóc tốt một chút cho hắn, có chuyện gì thì hãy gọi điện cho ta. Y Tiểu Âm quay đầu nhìn Ninh Lão Gia Tử Tử và Ninh Nhụy Nhụy, tiếp tục nói, Ninh Lão Gia Tử, Nhụy Nhụy, thật xin lỗi, ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ, qua vài ngày nữa ta sẽ quay lại. Y Y Tỷ, có muốn ta sắp xếp người đưa ngươi đi không? Ninh Nhụy Nhụy vội vàng hỏi. Không cần, Ta tự mình đi được." Y Tiểu Âm lắc đầu. "Vậy được, Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên cũng không thể ép buộc giữ Y Tiểu Âm ở lại." "Y Tiểu thư, người cần ta làm chuyện gì thì cứ nói, chỉ cần ta còn sống thì vẫn có thể làm được việc gì đó." Lúc này, Ninh lão gia tử mở miệng nói. "Ta biết rồi." Y Tiểu Âm cười nhẹ một tiếng, "Ta đi đây." Y Tiểu Âm vừa dứt lời đã đi ra cửa, cũng không quay đầu lại mà chỉ nói một câu, "Đừng theo ta." Lời này chính là nói với Hạ Thiên, vì Hạ Thiên thật sự đang đi theo. Vợ Y Y, nếu ngươi không trở về, ta sẽ đi tìm ngươi. Cuối cùng, Hạ Thiên vẫn đành dừng bước, không đi theo nữa, không phải vì hắn sợ Y Tiểu Âm, mà chính hắn cũng hiểu rõ, lúc này hắn cần phải tìm biện pháp khác để tu luyện Nghịch Thiên Đệ Bát Châm. Đợi vợ Y Y phối hợp tu luyện Nghịch Thiên Đệ Bát Châm với hắn thật sự như nằm mơ, mà hắn đương nhiên sẽ nghe theo lời của thần tiên tỷ tỷ đặc biệt là mấy người thần tiên tỷ tỷ đều dùng chiêu biến mất bắt hắn phải nghe lời hắn lại dám không nghe sao hạ thần y ngài hãy yên tâm ở lại nơi này ta sẽ bảo nhụy nhụy sắp xếp chỗ ở cho ngài ninh lão gia tử lên tiếng không cần sắp xếp gì cả ta ở phòng vợ y y là được rồi hạ thiên thuận miệng nói à vậy cũng được đúng rồi hạ thần y để ta giới thiệu một chút ta là ninh vọng hải mười mấy năm trước ta đã được nghe bằng hữu nói về đại danh của ngài ninh lão ra từ tỏ vẻ khách sao đối với hạ thiên tiểu muội chân dài cô thật sự không chịu làm vợ ta sao hạ thiên không để ý tới lời ninh vọng hải mà chỉ nhìn về phía ninh nhụy nhụy vớ vẩn đương nhiên là không ninh nhụy nhụy tức giận nói audio điện tử võ tấn bền ồ vậy được ta đi ra ngoài tìm vợ trước hạ thiên xoay người rời đi chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người họ ninh vọng hải và ninh nhụy nhụy đứng nhìn nhau người này cứ như vậy mà bỏ đi sao đây là loại người gì vậy một chút lịch sự cũng không có ninh nhụy nhụy khinh thường nói ừm nghe nói hạ thần y không dễ tiếp xúc ninh vọng hải cười khổ đúng nhụy nhụy ngươi làm sao lại quen biết hạ thần y là y tiểu thư giới thiệu sao không phải ta biết hắn trước sau đó mới biết hắn quen rất thân với y y tỷ ninh nhụy nhụy có chút phiền muộn đúng rồi ông nội ta muốn kể cho người nghe một vài chuyện quan trọng lúc trước ninh vọng hải liên tục hôn mê ninh nhụy nhụy không có cơ hội nói hiện tại người đã tỉnh ninh nhụy nhụy tự nhiên muốn nói cho ông nội biết chuyện ngày hôm qua đặc biệt là chuyện hồ gia vĩ còn có chuyện nàng bị ám sát những chuyện này đều rất quan trọng khi ninh nhụy nhụy bắt đầu nói với ông nội những chuyện này còn hạ thiên đang vô cùng buồn bực ngán ngầm, đi trên đường lớn của thành phố Quế, không phải chỉ tùy tiện nói mà lúc này hắn thật sự cần tìm một người vợ. Với công lực hiện tại của hắn, mặc dù băng hỏa linh đan không bị phá vỡ, thậm chí Linh Anh cũng ở đây, nhưng tất cả đều bạt vô âm tín. Thực tế thì cơ thể hắn có thể vận dụng băng hỏa linh khí nhưng chỉ đủ để cho hắn sử dụng nghịch thiên đệ tứ châm, chính là tẩy tủy. Điều này đồng nghĩa với việc hắn nhất định phải tiếp tục dùng phương pháp tẩy tủy để tăng thêm công lực của mình, mà theo như lý thuyết thì hắn chính xác có thể tùy tiện tìm một số người tẩy tủy, nhưng điều này hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc của hắn, hắn vẫn quyết định sẽ thay đổi phương pháp, đó chính là lại đi tìm một người vợ, như vậy mới có thể tẩy tủy được. Trong suốt mười mấy năm qua, nghịch thiên đệ bát châm của hắn quả thật là có chút tiến bộ, chẳng qua lần trước tẩy tủy cho một người, lần tiếp theo chỉ có thể sử dụng đệ ngũ châm mới có thể đạt được kim đan, như vậy mới có thể tiếp tục tăng thêm công lực, nhưng bây giờ, thực sự còn có một phương pháp mới. Đó chính là, trước tiên phải tẩy tủy cho một cô vợ, sau khi người vợ kia nắm giữ băng hỏa linh khí thì lúc đó hắn có thể dùng phương pháp đặc biệt này để trực tiếp hấp thu toàn bộ băng hỏa linh khí trong thân thể nàng, khi thân thể người vợ không còn băng hỏa linh khí, hắn có thể tiếp tục tẩy tủy cho nàng. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Hạ Thiên muốn Y Tiểu Âm phối hợp tu luyện với hắn, vì trên lý thuyết chỉ cần Y Tiểu Âm phối hợp như vậy là đủ rồi. Tuy nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, vì Hạ Thiên thực sự không sử dụng loại phương pháp này Mấy năm trước, trong lúc nhàm chán, dạ Ngọc Mị và cơ thanh ảnh đã nghĩ ra công pháp đó, nhưng Hạ Thiên chưa từng thử qua, mà ngày hôm qua, muội muội chân dài đã thử một chút phiên bản cải tiến của công pháp này, kết quả khiến hắn trở thành bộ dạng như hiện tại. Cha, ít nhất công pháp này có thể hấp thu công lực, nhưng không chắc chắn là có thể dùng nó liên tục với đối tượng tẩy tủy được hay không, nhưng dù sao Hạ Thiên cũng muốn thử trước một chút mới có thể biết được. chương 1512, lại đi tìm vợ, Hạ Thiên rất muốn tìm vợ y y thử một chút, đáng tiếc là vợ y y xinh đẹp dáng người cũng rất tốt kia lại không hề hợp tác chút nào, vậy nên hắn chỉ có thể đổi thành người khác. Vốn dĩ cảm thấy tiểu muội chân dài cũng không tệ, mặc dù dáng người kém một chút, nhưng được cái có đôi chân dài, không ngờ tới nàng lại không chịu đáp ứng yêu cầu của hắn, vậy nên hắn chỉ có thể đi tìm vợ mới. Nhưng Hạ Thiên muốn tìm vợ chắc chắn không phải chuyện dễ dàng, ngay cả Ninh Nhụy Nhụy cũng ghét bỏ hắn trên đời này thật sự không có nhiều cô gái có thể khiến hắn để ý. Thật ra cái này cũng do mục tiêu của Hạ Thiên quá cao, ai bảo vây quanh hắn nào là thần tiên tỷ tỷ, hay dạ ngọc mị rồi cơ thanh ảnh, những người này toàn là những đại mỹ nhân siêu cấp, đặc biệt là người tu tiên, bất luận là dáng người hay dung mạo đều càng ngày càng xuất chúng, nhìn xem nha hoàn A cửu kia, hiện tại cũng không kém ninh nhụy nhụy đâu. Thần tiên tỷ tỷ, muội muội chân dài, băng băng, mộng tỷ, đại yêu tinh, tiểu yêu tinh, nếu các ngươi đang nhìn trộm ta thì hãy ra đây, bây giờ ta rất muốn có vợ." Hạ Thiên đứng đó tự lẩm bẩm, hắn luôn cảm thấy thần tiên tỷ tỷ các nàng sẽ không rời bỏ hắn hoàn toàn, có thể các nàng đang một ở một nơi nào đó nhìn hắn. Tuy nhiên, tưởng tượng rất đẹp nhưng hiện thực thì tàn khốc, chẳng có mỹ nữ nào xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, và thế là hắn vẫn chỉ có thể đi dạo một mình trên đường. Tại sao ngày nay người càng ngày càng xấu vậy? Hạ Thiên nhìn các cô gái nhỏ đi trên đường tự lẩm bẩm rằng muốn tìm một mỹ nữ chân chính thật sự quá khó. Hay đi tìm A Cửu thương lượng một chút nhỉ, trong đầu Hạ Thiên lại lóe lên một ý nghĩ, hôm nay, nhà đầu này muốn giết ta, nên phải bắt nàng bồi thường mới được. Rõ ràng Hạ Thiên cũng không hề để tâm đến chuyện A Cửu muốn giết hắn, chẳng qua hắn cảm thấy A Cửu bây giờ rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, oa, wow, tối hôm qua, hắn còn được ôm qua một lần, cảm xúc rất được. A à Cửu rõ ràng không nghĩ Hạ Thiên lại có thể đánh chủ ý lên người nàng. Bây giờ nàng đang làm việc trong phòng viện trưởng bệnh viện y nhân các. Trước đó, bệnh viện đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng đương nhiên cần phải đến xử lý cho tốt. Tiểu thư, người đến rồi. A à Cửu đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, y tiểu âm xuất hiện ở trước mặt nàng. A à Cửu, ta muốn đi một chuyến đến hương cảng nhìn một chút, người ở lại nơi này trước. Y tiểu âm nói nhanh, lần này, Hạ Thiên cũng sẽ ở ở đây, ngươi cố gắng đừng gây chuyện với hắn. Ta biết rồi, tiểu thư, giọng của A Cửu nghe có vẻ không tình nguyện, nàng luôn cảm thấy tiểu thư đối với tên khốn Hạ Thiên có vẻ tốt hơn so với trong dự đoán của nàng. Tốt, A Cửu, ta biết rất khó khuyên ngươi quên đi chuyện đó, nhưng ngươi hãy suy nghĩ lại một chút, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết Hạ Thiên sao? Y tiểu âm có vẻ bất lực, lần này, những cô gái bên cạnh Hạ Thiên mất tích và việc hắn đột nhiên mất đi công lực tất cả đều không phải ngẫu nhiên, là các nàng đã lên kế hoạch. người cho rằng các nàng sẽ để Hạ Thiên có khả năng gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng sao? chuyện này tiểu thư ý người nói là các nàng sẽ cho người âm thầm bảo vệ hắn. A à cửu đương nhiên cũng không ngốc. ta không chắc chắn nhưng ta có thể xác định các nàng ấy thật sự sẽ không trông chờ vào chuyện ta chăm sóc cho hắn. y tiểu âm lắc đầu. a à cửu hình như hiện tại bên phía bệnh viện dưới trường âm y môn chúng ta đã xảy ra vấn đề gì đó mà ở bệnh viện này có rất nhiều người có lòng dạ hiểm ác, giống như Lương Quốc Hoành, ít nhất vào lúc này, Hạ Thiên không phải kẻ thù của chúng ta, ngươi hiểu chưa? Tiểu thư, ta biết phải làm sao rồi, ta cử gật đầu một cái, nàng cũng không ngốc, theo lý mà nói, nàng và Hạ Thiên giống như mâu thuẫn nội bộ hơn, nếu thật sự gặp phải kẻ thù, bọn họ vẫn phải cùng nhau đối đầu. Vậy, ta đi đây, lần này, y tiểu âm xem như đã thực sự yên lòng, thân ảnh nàng lóe lên và biến mất khỏi căn phòng. A cửu chậm rãi ngồi xuống, trong lòng lại bất giác mắng hạ thiên, cái tên khốn nạn kia không thể không xuất hiện sao. Hắn vừa xuất hiện lại kéo theo một đống phiền toái. Nếu như hạ thiên biết A cửu đang phàn nàn, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy mình rất vô tội, đáng ra lúc này hắn đang được ôm muội muội chân dài hưởng tuần trăng mật trên đỉnh núi tuyết. Hắn có thể chơi với nàng cả một đời không chán, nhưng bây giờ thì sao, cái gì cũng không có, ở thành phố Quế này, không nhìn thấy mỹ nữ nào trên đường cả. Này, thằng nhóc kia, đứng lại cho ta. Đúng lúc này một giọng nói truyền đến. Hạ Thiên tiếp tục đi lên phía trước tìm kiếm mỹ nữ. Này, nhóc con, nói người đó, người đứng lại cho ta. Một người xuất hiện phía trước Hạ Thiên ngăn hắn lại và gọi những người bên cạnh tới. Này, các người nhìn xem, thằng này có phải là người tần thiếu đang muốn tìm không? Lại thêm hai thanh niên trẻ tuổi xuất hiện, cùng nhau nhìn chầm chầm vào Hạ Thiên, quan sát rất kỹ. Này, Ba tên ngốc các người đừng có cản đường ta." Hạ Thiên tỏ vẻ khó chịu, đầu năm nay sao có nhiều người một chút ý thức cũng không có vậy, xấu xí đã đành lại còn là được dựa xong lại đứng trước mặt hắn nữa, chưa từng nghe qua người xấu thì nên cút ra xa một chút sao? Chương 1513, 32 tuổi. Tâm trạng Hạ Thiên vốn đã không tốt, bây giờ hắn tìm lâu như vậy vẫn không tìm thấy một mỹ nữ có thể làm vợ được, ngược lại, gặp phải ba người quái dị chặn đường nên càng khó chịu hơn. Đờ mờ, nhà ngươi mắng ai đó? Á, à, người lên tiếng đầu tiên kia cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Á. À, hừ. Lại rên thêm hai tiếng, hai người còn lại còn chưa kịp mở miệng, đã bị Hạ Thiên đá bay. Sau khi Hạ Thiên đá bay ba người này, cũng lời quản bọn hắn, tiếp tục đi về phía trước, với hắn mà nói thì đây vốn không phải chuyện lớn gì, cho tới nay hắn đều hành động như vậy. Đi nơi nào tìm vợ đây? Hạ Thiên cảm thấy mình không thể trông cậy vào việc tìm vợ trên đường, trong thành phố này hẳn không có ai đẹp hơn vợ y y. Ồ, hình như vẫn còn mỹ nữ. Hạ Thiên chợt nghĩ đến một người, không phải Lam Y nhân kia được gọi là mỹ nữ đẹp nhất thành phố Quế sao? Mặc dù không bằng vợ y y, nhưng nàng cũng rất có tiềm lực. Hạ Thiên lập tức đưa ra quyết định, tất nhiên toàn bộ thành phố Quế chỉ có Lam Y nhân đẹp nhất, vậy hắn cần gì phải đi tìm người khác chứ? Đi tìm Lam Y nhân là được rồi quan trọng nhất là, hắn biết Lam Y Nhân đang ở nơi nào. Đang nghĩ ngợi về việc đi tìm Lam Y Nhân, bên cạnh lại truyền tới một giọng nói quen thuộc, anh chàng đẹp trai, đi đâu một mình thế. Hạ Thiên vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Lam Y Nhân, còn có poster của nàng. Bây giờ không phải một mình nữa rồi, Hạ Thiên trực tiếp nhảy lên xe của nàng, tiểu y y, ta đang muốn đi tìm nàng đây. Người muốn tìm ta, Lam Y Nhân nói đến đây đột nhiên cảm thấy không đúng, chờ đã, người gọi ta là gì? Vợ tiểu y y, Hạ Thiên bày ra vẻ mặt thành thật, đúng rồi, vợ tiểu y y, ta cho nàng biết một tin tức tốt, ngay một phút trước, ta đã đưa ra một quyết định trọng đại, chính là quyết định cho phép nàng trở thành vợ của ta, hình như bây giờ nàng không cao hứng cho lắm. Khuôn mặt quyến rũ mỹ lệ của Lam y nhân lập tức hơi ngây ngốc, đây là cái quỷ gì? Kịch bản không phải như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy được? Chuyện đó, Hạ Tiên Sinh, ngươi, ngươi không phải đang nói đùa à. Bây giờ, làm y nhân như nằm mơ, thật ra nàng có hứng thú với Hạ Thiên, không thì cũng sẽ không có chuyện trùng hợp xuất hiện bên cạnh hắn như vậy, nhưng có hứng thú là một chuyện mà chuyện nàng làm vợ của hắn lại là một việc khác. Càng quan trọng hơn chính là tên Hạ Thiên này có quan hệ không bình thường với y tiểu âm. Vợ tiểu Y Y, ta chưa bao giờ đùa giỡn với người vợ nào hết. Vẻ mặt của Hạ Thiên chăm chú, mặc dù nàng không xinh đẹp như vợ Y Y nhưng dáng người của nàng rất đẹp, hơn nữa sau khi trở thành vợ của ta, dáng người của nàng sẽ càng trở nên đẹp hơn, khuôn mặt sẽ càng trở nên xinh hơn, vừa vặn bây giờ ta rất thiếu vợ, cho nên quyết định để nàng làm vợ của ta. Đợi đã, vợ y y trong miệng ngươi là y tiểu âm đúng không? Làm y nhân đột nhiên chú ý tới vấn đề xưng hô này. Đúng vậy, Hạ Thiên trả lời. Vậy tại sao ta là vợ tiểu y y? Điểm chú ý của Lam Y Nhân vẫn rất mới mẻ và tinh tế bởi vì nàng nhỏ hơn vợ Y Y đó lý do của Hạ Thiên rất đầy đủ a à, mặc dù ngực của nàng tương đối lớn nhưng nàng lại nhỏ tuổi hơn cho nên nàng là Tiểu Y Y vậy chẳng phải ta là vợ nhỏ sao Lam Y Nhân rất muốn đánh người đúng vậy Hạ Thiên gật đầu lập tức lại an ủi Lam Y Nhân không sao đâu vợ Y Y cũng là vợ nhỏ Lam Y Nhân bắt đầu nhức đầu nàng phát hiện tình huống này không thích hợp tên này không bị điên chứ nhưng nếu hắn bị bệnh tâm thần thì y tiểu âm là thần y, chẳng lẽ ngay cả người đàn ông của mình cũng trị không hết chứ? Đờ mờ, ngươi xuống đây cho ông. Thằng nhóc kia, con mẹ nó ngươi xuống xe cho ông. Mẹ nó, đánh người rồi muốn chạy sao? Lúc này, có mấy giọng nói truyền tới, chính là ba thanh niên vừa nãy mới bị Hạ Thiên đá bay. Ui, các ngươi ồn quá. Hạ Thiên nhảy xuống, bay lên trời đá ra ba cú, ba thanh niên này lại bay ngược trở lại mà hạ thiên căn bản không có chạm đất dạo một vòng trên trời lại trực tiếp ngồi xuống trong xe cmn công phu không tồi hiu 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 thật nhanh thật lợi hại đây là cao thủ đó không thiếu người thấy cảnh này rồi khen ngợi mà lam y nhân ngồi trong poser cũng đờ ra một lúc tên khốn này thật đúng là cao thủ có võ công thâm sâu vợ tiểu y y bây giờ nàng nguyện ý làm vợ của ta không lúc này hạ thiên mở miệng hỏi này cái đó, đầu tiên ta muốn suy nghĩ một chút. Làm y nhân vốn định từ chối, nhưng thần xui quỷ khiến lại đổi ý kiến, Hạ Tiên sinh. Ta tên là Hạ Thiên, vẻ mặt của Hạ Thiên nghiêm túc, người có thể kêu ta là chồng, à, cũng có thể gọi ta là anh Hạ Thiên, chắc ta lớn hơn nàng. Người lớn hơn bao nhiêu? Làm y nhân không nhịn được hỏi. Ừ, 32 tuổi, Hạ Thiên trả lời. 32, làm y nhân im lặng, nhìn ngươi không giống 32 tuổi chương 1514, anh hùng cứu mỹ nhân. Ta là người đàn ông có bề ngoài đẹp trai nên nhìn vẫn tương đối trẻ tuổi. Hạ thiên nghiêm túc nói, vợ tiểu y y, nàng vẫn nên trực tiếp kêu ta là chồng. Chuyện đó, ta vẫn gọi ngươi là hạ thiên đi, làm y nhân âm thầm lại nhảy, làm gì có chuyện đó, nào có chuyện dễ dàng gọi hắn là chồng như vậy. Nàng với hắn có quen biết đâu, tuy, gọi hắn là anh hạ thiên gì đó, nàng lại càng không quen, còn không bằng trực tiếp gọi tên hắn. Lam Y Nhân dậm mạnh chân ga, sơ lại phóng như bay rời khỏi. Quyết định đầu tiên là đi ra ngoài hóng gió cho yên tĩnh một chút. Nàng chỉ muốn làm quen với Hạ Thiên một chút, nhưng tình tiết của câu chuyện chuyển biến quá nhanh, làm cho nàng chưa kịp chuẩn bị. Lam Y Nhân vừa lái xe vừa bắt đầu nhớ lại tình huống mình quen với Hạ Thiên, chính là hơn nửa đêm tối hôm qua, tên khốn này xuất hiện ở Y Nhân các của nàng, kêu nàng là vợ của hắn. Đợi khi nàng đi ra, hắn nói nhận lầm người. Ban đầu nàng cho là tên khốn này quấy rối sau đó phát hiện hắn đi tìm y tiểu âm. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không hiểu sao lại có lòng ghen ghét với y tiểu âm, ban đầu y nhân các của nàng là độc nhất vô nhị, nhưng ở chỗ này, hết lần này tới lần khác có hai y nhân các, mà bàn về danh tiếng thì nàng không so được với y tiểu âm. Mặc dù nàng biết y nhân các của mình xuất hiện muộn hơn so với y tiểu âm, nhưng trong tên của nàng có chữ nhân, nàng không cảm thấy mình dùng tên y nhân các này có vấn đề gì, Nói tóm lại, nàng chính là muốn tranh đấu với y tiểu âm. Cũng chính vì như thế, nàng đưa Hạ Thiên đến bệnh viện y nhân các, đồng thời vẫn còn chăm chú nhìn tình huống của bên phía bệnh viện đó. Hôm nay, nàng tận mắt thấy Hạ Thiên và y tiểu âm sóng vai đi trên đường, điều này cũng làm cho nàng càng có hứng thú với Hạ Thiên. Thật ra nàng thử tìm tên Hạ Thiên trên mạng, dưới cái nhìn của nàng, nếu Hạ Thiên thật sự có quan hệ đặc thù với y tiểu âm, không có khả năng trên mạng không có tin tức nhưng trên thực tế đúng là vậy, nàng thật sự không có tìm ra được tin tức nào. Mà vừa mới lúc nãy, khi nàng phát hiện Hạ Thiên đi một mình trên đường, đã chủ động chạy tới, muốn dò xét một chút lai lịch của Hạ Thiên, định dựa theo suy nghĩ của nàng, có thể đi ăn một bữa cơm hoặc uống ly cà phê tâm sự vài điều với Hạ Thiên, nhưng hiện tại nàng cũng không ngờ tới Hạ Thiên bất ngờ nói muốn nàng làm vợ của hắn. A, à, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền vào trong tai Lam Y Nhân làm cho nàng giật mình tỉnh lại từ trong một mớ suy nghĩ lộn xộn. Một giây sau, nàng đã cảm giác hồn phách bay ra, bởi vì nàng phát hiện Porsche của mình đang từ đường cao tốc xông qua đường quốc lộ, mà phía trước, một bé gái đang đứng giữa đường, bị dọa hét lên, rồi đứng yên không nhúc nhích ở đó. Làm y nhân dồn sức đánh tay lái, đồng thời cố gắng phanh xe, cuối cùng miễn cưỡng tránh khỏi cô bé đó, nhưng vấn đề là nàng đánh lái quá đà, trực tiếp đụng vào hàng rào. Lam Y Nhân đã cố gắng dùng sức phanh xe, nhưng vì xe phóng quá nhanh, căn bản không dừng được. Ầm. Um, Porsche cứ như vậy đụng vào hàng rào, bay thẳng, tiếp đó bị quăng ngã xuống đất. Xong rồi, trong lòng Lam Y Nhân hiện lên ý nghĩ này, lái xe quả nhiên không thể phân tâm, lần này chết chắc. Lần này xong đời rồi. Đáng tiếc, xe đã đụng hư. Người ở bên trong cũng không biết thế nào rồi. Hơn nửa là không sống được nữa những người có tiền này, đã mù rồi mà cứ thích đua xe, thật sự đáng đời. Rất nhiều người đứng tụm lại xung quanh, nói chuyện ẩm ý, mà sau khi Lam Y Nhân ổn định tâm thần lại, đột nhiên ổ lên một tiếng, sao lại thế này? Vì sao nàng cũng trở thành quần chúng vây xem? Nhìn thấy nhiều người vây quanh xe như vậy, mà nàng sao lại ở bên ngoài đám người, điều này, chẳng lẽ? Ta đã chết ư, Lam Y Nhân lẩm bẩm nếu không vì sao nàng sẽ ở bên ngoài đám người này chứ? vì để xác nhận một chút lam y nhân dứt khoát nhéo một cái trên chân mình sau đó bị đau đến kêu trời kêu đất á đau quá vợ tiểu y y sao nàng lại tự nhéo đùi mình thế một giọng nói ngạc nhiên truyền tới chẳng lẽ nàng còn có loại đam mê không bình thường kia lam y nhân vừa quay đầu đã thấy hạ thiên sau đó phát hiện không đúng tên khốn này đang ôm lấy eo của nàng đó ta chúng ta không chết sao lam y nhân không nhịn được hỏi vợ tiểu y y vì sao trí thông minh của nàng cũng có vấn đề chứ có ta ở đây làm sao nàng lại chết được mặt của hạ thiên đầy khó hiểu a à, trong xe giống như không có người kỳ lạ người đâu hình như thật sự không có người chắc đã nhảy khỏi xe rồi tiếng trao đổi truyền đến lần nữa trong đám người mà lần này làm y nhân xác định nàng thật sự còn sống dường như trong nháy mắt xe bị va vào hàng rào nàng đã kịp nhảy ra ngoài Chính xác mà nói là Hạ Thiên ôm nàng nhảy ra ngoài, chỉ là nàng cũng không biết nàng nhảy ra ngoài lúc nào, dù sao, trong thời gian ngắn như vậy mà mở dây an toàn trên người nàng, còn ôm nàng nhảy ra, nghĩ như thế nào cũng khó mà làm được. Người đó, người đó, một giọng nói có chút kinh hoàng vang lên. Chương 1515, nhớ, một chiếc xe lao vụt dừng lại bên cạnh Porsche bị đâm cháy, người đàn ông cao lớn vội vàng xuống xe, lộ ra dáng vẻ rất lo lắng chạy đến bên Porsche. Khi hắn phát hiện bên trong không có ai, lại bắt đầu kêu to lên. Tầm mắt của hắn nhanh chóng tìm kiếm trong đám người, rất nhanh đã nhìn thấy Lam Y Nhân, lập tức vô cùng vui mừng. Người kia, người không có việc gì, tốt quá, làm ta sợ muốn chết, ta thấy xe của ngươi, còn tưởng rằng ngươi. Người đàn ông cao lớn kia nhanh chóng chạy về phía Lam Y Nhân, rất nhanh đã tới bên cạnh nàng, lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Một màn này để cho mọi người ở đây nhìn đều cảm thấy bước kế tiếp người này chắc hẳn sẽ ôm Lam Y Nhân. Nhưng thực tế, lúc người đàn ông vào tới trước mặt Lam Y Nhân, đúng là bộ dáng đưa tay muốn ôm nàng. Nhưng một giây sau, mọi người lại phát hiện cảnh tượng đã thay đổi. Hạ Thiên bên cạnh nhanh chân đá một phát, trực tiếp trúng vào bụng người đàn ông cao lớn kia, làm hắn kêu thảm một tiếng, chậm chậm lui lại mấy bước, tiếp đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Đồ ngu ngốc cút xa một chút, đừng mong chiếm được tiện nghi vợ của ta. Vẻ mặt của Hạ Thiên không vui, sao hắn lại để cho tên này ôm Lam Y Nhân được? Mà ngay bây giờ, mọi người mới phát hiện, bên cạnh Lam Y Nhân còn có một người, mà người này còn đang ôm eo Lam Y Nhân, rõ ràng đây mới thực sự là bạn trai của đại mỹ nữ người ta nha. Chỉ là, nhìn gương mặt này, vóc người này của Lam Y Nhân, mọi người vây xem đều thay nhau cảm khái, đánh nhau vì nàng cũng rất đáng. Ta không tin đây là vợ ngươi." Người đàn ông cao lớn bò từ dưới đất lên, mà khi hắn thấy, Hạ Thiên lại đang ôm cái eo nhỏ nhắn của Lam Y Nhân, càng thêm tức giận, người mau thả Y Nhân ra. Đồ ngu ngốc, vẻ mặt của Hạ Thiên coi thường nhìn người đàn ông cao lớn kia, ta không buông ra thì thế nào? Người muốn tới đánh ta sao? Người đàn ông cao lớn vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không chạy qua đánh người, mà nhìn về phía Lam Y Nhân, có hơi tức giận chất vấn ta hỏi nàng hắn là ai? Làm sao Y Nhân lại? Quang đại thiếu gia, có lẽ ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề này của ngươi. Cuối cùng Lam Y Nhân cũng mở miệng, "Còn nữa, ta đã nói rất nhiều lần, không được gọi ta là nàng ấy, ta với ngươi cũng được, Tần Hải Duyệt cũng được, đều không thân quen như vậy, lúc nào các ngươi cũng thích mở miệng một tiếng kêu nàng ấy, nghe như ta có quan hệ đặc biệt gì với các ngươi lắm." Lam Y Nhân dừng lại một chút, rồi bổ sung, "Ta rất cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng ta không sao, còn vị bên cạnh ta này là ai?" ngươi cũng không cần phải biết đây là chuyện riêng của ta nói vậy hắn thật sự là nam nhân của ngươi người đàn ông cao lớn cũng chính là vị quang đại thiếu ra kia vẻ mặt lập tức trở nên u ám không sai ngươi không phục thì đến đánh ta đi hạ thiên tiếp lời hắn thực sự có thể đánh người chỉ là giờ hắn còn đang ôm eo của lam y nhân không muốn rời đi thôi eo của lam y nhân rất mềm ôm rất thoải mái quang đại thiếu vẫn là câu nói kia Ta không có nghĩa vụ giải thích cái gì với ngươi. Làm y nhân không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng trong mắt những người khác, đây hiển nhiên chẳng khác nào là thừa nhận. Được, rất tốt, ta chỉ muốn biết, thằng nhóc này đến cùng là ai. Quang đại thiếu quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, là đàn ông thì lưu lại tên của mình, ta gọi là Quang Tây, người nhà họ Quang. Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong Đệ Nhất Thiên Hạ. Hạ Thiên lười biếng nói mặc kệ ngươi là quang đông hay quang tây nếu ngươi muốn cướp vợ với ta vậy ta sẽ đánh đến khi ngươi không còn nhìn thấy rõ nam bắc hạ thiên quang tây cắn chặt răng được vậy thì chờ xem quang tây để lại lời này rồi quay đầu rời đi chạy nhanh sang bên cạnh vội vàng lên xe rời đi lần này hắn chỉ tới một người mà lần sau lúc hắn xuất hiện trước mặt hạ thiên chắc chắn sẽ không chỉ là một người hạ thiên ngươi có thể buông ta ra chưa lúc này làm y nhân cũng không nhịn được nói, dù tên này cứu nàng một mạng, nhưng không thể ôm nàng mãi như thế nha. Tại sao phải buông ra chứ? Hạ Thiên không nghĩ ra, ta rất thích ôm nàng như vậy. Bên phía cảnh sát giao thông cũng tới rồi, ta muốn qua đó xử lý một chút. Làm y nhân nhìn thấy xe cảnh sát đang chạy tới, lại thuận miệng tìm một lý do. Ồ, được, lần này, Hạ Thiên buông lỏng Lam y nhân ra, dù sao vẫn chưa thích đến mức hoàn toàn không nỡ buông nàng ra. Trong đầu lại thoáng qua thân ảnh của Dạ Ngọc Nghị, hạ thiên âm thầm nhớ, vẫn là eo của muội muội chân dài ôm thoải mái hơn. Cái eo của Mị Nhi rất thoải mái, ừm, hình như thần tiên tỷ tỷ mềm hơn, băng băng cũng được, Hạ Thiên nghĩ đi nghĩ lại, rất buồn bực, hắn phát hiện mình rất muốn gặp những người vợ kia. Đối với một người đàn ông 12 năm đều ở chung với các cô vợ xinh đẹp, đột nhiên các nàng đều không biến mất, mùi vị đó, thật sự rất không dễ chịu. Sau đó Hạ Thiên dứt khoát ngồi ở ven đường, trong đầu nhớ lại những ngày tháng ở chung với các nàng. Hạ Thiên, Hạ Thiên, không biết qua bao lâu, Hạ Thiên nghe thấy tiếng kêu bên tai, cuối cùng mới lấy lại tinh thần, vừa quay đầu đã thấy Lam Y Nhân đứng ở đó. Anh không sao chứ, Lam Y Nhân nhìn Hạ Thiên, trong giọng nói ngược lại có chút lo lắng, nàng vừa mới nói rõ toàn bộ sự việc với cảnh sát giao thông, quay đầu đã phát hiện Hạ Thiên đang ngồi ở ven đường, gọi hắn vài tiếng cũng không phản ứng chương 1516, mời cơm. Có chút chuyện, vẻ mặt của Hạ Thiên không vui lắm. Chuyện gì thế, làm Y Nhân nhịn không được hỏi. Ta nhớ vợ, Hạ Thiên thành thật trả lời. Ách, anh nhớ Y Tiểu Âm sao, làm Y Nhân tiếp tục truy hỏi. Không phải, ta nhớ muội muội chân dài, nhớ thần tiên tỷ tỷ, nhớ băng băng, nhớ hình tỷ, nhớ mộng tỷ, còn nhớ cả đại yêu tinh, nhớ mỹ nữ tỷ tỷ. Hạ Thiên một hơi nói ra mấy chục cái tên lam y nhân muốn trực tiếp ngất xỉu người tên này nhớ thật đúng là nhiều nha chờ hạ thiên nói xong hết tên ra cuối cùng lam y nhân mới nhịn không được hỏi chuyện kia hạ thiên những người này là ai vậy đều là vợ của ta nha hạ thiên đáp lại lam y nhân lập tức lại ngu ngơ làm sao hắn có nhiều vợ như vậy giờ đã là giữa trưa nếu không thì chúng ta đi ăn cơm đi lam y nhân quyết định nói sang chuyện khác nàng thấy nói chuyện với hạ thiên thật có chút khó khăn được, Hạ Thiên cũng không có ý kiến với chuyện này, về mấy chuyện như ăn uống, hắn vẫn rất có hứng thú. Anh thích cơm ta hay cơm tây?" Lam Y Nhân dò hỏi. "Đều có thể, ta không kén ăn." Hạ Thiên từ dưới đất đứng lên. "Bây giờ ta không có xe, cũng không đi chỗ nào xa được, ta nhớ gần đây cũng có nhà hàng tây không tệ, đi đường khoảng 5 phút là tới, nếu không thì chúng ta tới đó." Lam Y Nhân đề nghị. "Được," Hạ Thiên vẫn một lời đáp ứng. Vậy chúng ta đi, Lam Y Nhân trực tiếp dẫn đường ở phía trước. Hạ Thiên đi theo, sóng vai đi chung với Lam Y Nhân, có lẽ vì còn đang nhớ tới muội muội chân dài các nàng, bây giờ Hạ Thiên cũng có không tâm trạng đi ôm Lam Y Nhân. Mà Lam Y Nhân âm thầm thở nhẹ nhàng ra, nàng còn đang lo việc này mà. Chưa đến 10 phút sau, hai người đã tới nhà hàng Tây mà Lam Y Nhân nói, phong cảnh của nhà hàng này không tệ, rất yên tĩnh, dù bây giờ chính là thời gian cơm trưa nhưng khách hàng ở đây cũng không nhiều. Xem thực đơn đã có thể hiểu vì sao người ở đây lại ít, giá hơi đắt, món ăn giá rẻ nhất đã hơn 500 tệ một phần, người thường thật đúng không bỏ được tiêu phí ở những chỗ như thế này. Đương nhiên, nếu đi tới đây cùng mỹ nữ như Lam Y Nhân, dù là người đàn ông nào thì cũng sẽ không để ý mà vung hết tiền ra. Mà thực tế, trong mắt một bạch phú mỹ chân chính tựa như Lam Y Nhân, nơi này ngược lại đã tương đối thấp kém. Nếu không phải xe hỏng thì Lam Y Nhân cũng sẽ không tới đây. Hạ Thiên, anh muốn ăn gì? Lam Y Nhân nhẹ giọng hỏi. Tùy nàng, Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Vậy ta thay làm chủ anh vậy. Lam Y Nhân gọi nhân viên phục vụ tới, gọi hai món ăn và một chai rượu đỏ. Rượu đỏ rót tới rất nhanh, Lam Y Nhân chủ động nâng ly, Hạ Thiên, cũng ly vì chúng ta quen biết, uống một ly đi. Vợ tiểu Y Y, bây giờ nàng đã chịu làm vợ ta rồi à? Lúc này, tự nhiêu Hạ Thiên lại hỏi, hắn càng nghĩ về vợ mình lại càng thấy bản thân rất cần nhanh chóng tìm đến một cô vợ, thế này mới có thể nhanh chóng tu luyện thành nghịch thiên đệ bát châm được. Hạ thiên, từ khi chúng ta quen biết nhau đến bây giờ vẫn chưa tới 24 tiếng. Lam y nhân hơi bất đắc dĩ, tiếp đó một ngụm uống hết ly rượu đỏ trong tay, ta còn chưa hiểu rõ anh, anh cũng chưa đủ hiểu về ta, anh không cảm thấy chúng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau sao. Ừm, vợ tiểu y y, ta đã hiểu đủ về nàng, Ta biết dáng người nàng rất tốt, cũng biết nàng rất xinh đẹp, còn biết nàng chưa từng có bạn trai, như vậy nàng đã có tư cách làm vợ ta." Hạ Thiên nói, "Nàng muốn biết cái gì về ta thì có thể hỏi, ta sẽ nói cho nàng biết." Lam Y Nhân ngẩn ngơ, tại sao tên này lại biết nàng chưa từng có bạn trai vậy? Mà càng làm cho Lam Y Nhân im lặng là, yêu cầu tìm vợ của tên này lại chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần xinh đẹp, hơn nữa phải chưa từng quen đàn ông nào là được đây quả thực là người bệnh nghiêm trọng lâu năm nha. chỉ là làm y nhân quyết định trước tiên không quan tâm đến chuyện này nữa, vẫn nên hỏi lai lịch anh chàng này chút đã. cái kia Hạ Thiên anh có thể nói cho ta biết anh đang làm gì không? Làm y nhân mở miệng hỏi. ta là thần y giỏi nhất thế giới này. Hạ Thiên trả lời. thần y à. Làm y nhân âm thầm cảm thấy rất có thể thanh niên này đang khoác lác. thế là nàng hỏi tiếp. anh nói anh là thần y giỏi nhất thế giới này vậy y thuật của anh còn lợi hại hơn cả y tiểu âm à? Đó là đương nhiên, y thuật của vợ y y thật ra có một phần là do ta dạy đấy. Hạ Thiên thuận miệng nói, đây cũng là sự thật. Nói vậy, anh và y tiểu âm quen biết nhau nhờ như thế. Làm y nhân tiếp tục truy hỏi. Cũng không khác mấy đâu. Lần này Hạ Thiên trả lời tương đối hàm hồ, ta và vợ y y đã quen biết mười mấy năm rồi. Ừm, vậy là anh không biết phó công lam y nhân với chuyện này cũng thật tò mò có thể xem như là vậy nhưng chờ vợ tiểu y y nàng thật sự thành vợ của ta nàng sẽ biết thật ra không chỉ có võ công hạ thiên tiếp tục trả lời không phải võ công đó là cái gì lam y nhân có hơi buồn bực vợ tiểu y y bây giờ ta có nói với nàng thì nàng cũng sẽ không hiểu hạ thiên rất chân thành nói tóm lại nàng làm vợ của ta thì chắc chắn sẽ không thua thiệt nếu không phải bây giờ ta đang rất thiếu vợ thì nàng cũng sẽ không có cơ hội tốt này." Lam Y Nhân hơi không biết nói gì, dù sao nàng cũng là người con gái đẹp nhất thành phố Quế, vô số người đàn ông muốn cướp lấy, có được hay không? Sao đến lượt thanh niên này thì nàng lại thành vận may tốt, nghe như nàng là người chiếm tiện nghi vậy. "Y Nhân, bây giờ có phải ta nên chúc mừng nàng vì nàng đã tìm được người chồng như ý hay không?" Một giọng nói đột nhiên vang lên, mà Lam Y Nhân cũng nhanh chóng phát hiện phòng ăn này có gì đó kỳ lạ. chương 1517, ta nợ hắn hay hắn nợ ta vậy? Lúc mới đi vào, mặc dù nhà hàng khá vắng vẻ nhưng vẫn có những vị khách khác, chỉ có điều lúc này, làm y nhân đã phát hiện ra những vị khách khác không còn ở đó, trong toàn bộ nhà hàng, chỉ có nàng và Hạ Thiên đang ngồi bên cạnh. Không chỉ như thế, ngay cả người phục vụ cũng đồng loạt biến mất, toàn bộ nhà hàng càng trở nên vắng vẻ hơn. Tất nhiên, Cùng lúc đó, trong nhà hàng này lại có thêm vài người, chẳng hạn như người vừa nói chuyện, mà người này, làm y nhân đương nhiên biết. Thật ra Hạ Thiên cũng biết người đàn ông này, người này nhìn khoảng 30 tuổi, bộ dáng cũng không tệ, mà hắn chính là đại thiếu nhà họ Tần đã xảy ra xung đột với Hạ Thiên ở câu lạc bộ y nhân các vào tối hôm qua, cũng là người được gọi là đệ nhất công tử thành phố Quế, Tần Hải Duyệt. Tần Đại Thiếu, ta ăn một bữa cơm với bạn mình, hình như còn chưa tới lượt ngươi sen vào giọng nói của lam y nhân rất bình tĩnh thật ra nàng cũng biết tần hải duyệt tìm hạ thiên rất lâu rồi thực tế là tối hôm qua tần hải duyệt tỉnh lại trong bệnh viện sau đó không biết có bao nhiêu người được hắn phái đi tìm hạ thiên bây giờ cuối cùng tần hải thiên đã tìm thấy hạ thiên hiển nhiên hắn sẽ không bỏ qua như vậy y nhân tần hải duyệt vừa nói ra hai chữ tần đại thiếu ta đã từng nói nhiều lần rồi đừng gọi ta là y nhân trong giọng nói của Lan Y Nhân rõ ràng không vui, ta thật sự không thích các người gọi như thế. Đúng vậy, bọn hắn gọi thật sự rất khó nghe. Hạ Thiên thản nhiên nói, vợ tiểu Y Y, vẫn là ta gọi như thế này êm tai hơn đúng không? Lam Y Nhân đột nhiên không nói nên lời, hắn xưng hô như thế này càng thêm lộn xộn, biết không? Thế nhưng, Lam Y Nhân còn chưa lên tiếng, Tân Hải Duyệt đã nói, thì ra Lam Đại Tiểu Thư thật sự đã tìm được người chồng như ý, chẳng trách muốn tránh xưng hô kia để không bị nghi ngờ. Tần đại thiếu, không cần nói quái gở như thế, ta và Hạ Thiên có quan hệ như thế nào cũng không liên quan đến ngươi. Chỉ là ta rất mệt mỏi với cách làm cũ dích này của các ngươi. Giọng nói của Lam Y Nhân vẫn bình tĩnh như cũ, còn nữa, bây giờ ta đang ăn cơm với bạn, xin Tần đại thiếu đừng tới quấy rầy. Mặc dù, Tần Hải Duyệt được gọi là công tử đệ nhất thành phố Quế, mà nhà họ Tần cũng là gia tộc đứng đầu ở thành phố Quế, nhưng điều này không có nghĩa là lam y nhân sẽ sợ tần hải duyệt phải biết rằng ở thành phố quế nhà họ lam cũng là một gia tộc lớn tần hải duyệt và quang tây đều đang liều mạng theo đuổi lam y nhân nhưng không phải chỉ vì lam y nhân xinh đẹp trên thực tế nếu lam y nhân chỉ xinh đẹp e rằng nàng đã sớm trở thành đồ chơi của đám người tần hải duyệt rồi dù sao thì với khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng không phải mãi tới bây giờ mới được để mắt tới lam đại tiểu thư Ta cũng không muốn làm phiền ngươi ăn cơm, nhưng người bạn kia của ngươi phải tính nợ rõ ràng với ta trước đã." Giọng nói của Tần Hải Duyệt trở nên lạnh lùng. Tần Hải Duyệt quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, trong lòng hắn vừa tràn đầy ghen ghét lại càng thêm phẫn nộ, tối hôm qua tên này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn chiếm được Lam Y Nhân, Tần Hải Duyệt hắn đã theo đuổi Lam Y Nhân nhiều năm như vậy nhưng đến góc áo của nàng vẫn còn chưa chạm được. "Hạ Thiên đúng không, số nợ tối hôm qua, bây giờ nên tính toán đi." Tần Hải Duyệt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, nếu ngươi là đàn ông thì đi theo ta, chuyển sang chỗ khác, đừng làm liên lụy đến Lam Y Nhân. Số nợ tối hôm qua, Hạ Thiên nhìn Tần Hải Duyệt, có chút buồn bực, sau đó nhìn về phía Lam Y Nhân, vợ tiểu Y Y, ta nợ tiền hắn hay hắn nợ tiền ta thế? Lam Y Nhân có chút giở khóc giở cười, tên này đang giả ngốc hay ngốc thật vậy? Người ta có chỗ nào nói đến tiền đâu? Ngươi không nợ tiền hắn, hắn cũng không nợ tiền ngươi. Cuối cùng Lam Y Nhân vẫn trả lời một câu, thế nhưng, tối hôm qua người đánh hắn ở câu lạc bộ của ta, tất nhiên là hắn muốn trả thù rồi. Lam Y Nhân cũng không quanh co lòng vòng gì, nàng trực tiếp nói rõ vấn đề. Ồ, chính là chuyện này à? Hạ Thiên lập tức hiểu ra, vợ tiểu Y Y, ta nghe nói có mấy câu lạc bộ kỳ quái sẽ trả tiền cho việc người đánh người. Ta còn tưởng rằng nơi đó của các ngươi chính là kiểu câu lạc bộ này. Người mới là người mở ra kiểu câu lạc bộ kỳ quái đó lam y nhân tức giận nói nàng còn tưởng rằng tên này ngốc hóa ra tên này đang suy nghĩ lung tung ta không mở câu lạc bộ kiểu này nha nếu ta muốn đánh người thì sẽ đánh muội muội chân dài hạ thiên thản nhiên nói sau đó hắn lại có chút buồn bực vì không thể đánh muội muội chân dài được hạ thiên đừng giả ngây giả giải ở đó nếu còn là đàn ông thì đi ra cho ta Tần hải duyệt quát lên nhưng hắn còn chưa kịp nói xong đã hét lên một tiếng a à, xem ra tối hôm qua đứa ngốc như người bị đánh vẫn còn chưa đủ sao. Hạ thiên đá thêm một cước trên người Tần Hải Duyệt, trong nháy mắt đã đá ra mấy chục cước, sau đó, hắn mới hỏi một câu, này, đồ ngốc, bây giờ đã đủ chưa? Tần Hải Duyệt không có đáp lại, hắn đã ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, không có cách nào trả lời được. Nhanh như vậy đã ngất xỉu rồi. Hạ Thiên khinh bỉ nói, ta đã dùng sức rất ít rồi, sức chịu đựng của ngươi cũng qua kém nhỉ. Ngươi tự tìm đường chết, ngươi lại dám đánh tần thiếu. Lúc này, mấy người do tần hải duyệt mang tới, cuối cùng cũng phản ứng lại, nói chính xác là có bốn người, mà giờ đây, bốn người bọn họ đã cùng nhau nhào về phía hạ thiên. chương 1518, bọn hắn sẽ sớm trả thù ngươi thôi. Nhìn từ góc độ của một người bình thường, có lẽ bốn người kia còn tương đối biết đánh nhau, động tác rất nhanh, nắm đấm kia nhìn qua cũng rất dọa người. Chỉ tiếc, Tất cả bọn hắn đều bị bay lên trước khi kịp lao đến bên cạnh Hạ Thiên. A, à, bốn người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, sau đó biểu diễn một màn bay người lên không chung cùng một chỗ, rồi bọn họ đồng loạt bay ra khỏi nhà hàng, ngã mạnh xuống bên ngoài nhà hàng. Bên ngoài truyền đến một trận hỗn loạn, rõ ràng là lúc này ở bên ngoài vẫn còn rất nhiều người, nghĩ lại cũng bình thường, nhân viên phục vụ trong nhà hàng này đã đều không thấy đâu, hơn phân nữa là đã bị đuổi ra ngoài. Các ngươi sao vậy? Tần Thiếu Đâu Rõ ràng là ở bên ngoài có bảo vệ, bọn hắn vừa bắt đầu hỏi thăm chuyện đó thì đã thấy một người khác bay ra ngoài, người này chính là Tần Hải Duyệt đã hôn mê. Mà càng thần kỳ là khi Tần Hải Duyệt bay ra ngoài vừa khéo đập ngã bảo vệ canh gác bên ngoài, kết quả là toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tần Hải Duyệt dẫn theo 6 người tới, nhưng tất cả cũng đã bị đánh ngất xỉu. Làm y nhân có chút đau đầu, tên này thật đúng là không sợ cái gì, tối hôm qua đã đánh Tần Hải Duyệt bất tỉnh hiện tại lại làm cho tần hải duyệt hôn mê lần nữa nếu hắn không biết nhà họ tần có lai lịch gì nhưng tại sao hắn lại không sợ bị cảnh sát bắt chứ cũng may làm y nhân đã có kinh nghiệm xử lý chuyện này nàng đứng dậy đi về phía cửa rồi dặn dò mấy câu đơn giản sau đó có người trong nhà hàng gọi điện thoại cấp cứu mà nhân viên phục vụ cũng trở về vị trí cũ còn những người khách khác bị đuổi ra ngoài hiện tại một số đã rời đi một số người có gan lớn hơn vẫn ở lại để xem náo nhiệt đã quay lại chỗ ngồi vợ tiểu y y, ở đây mang đồ ăn lên chậm quá. Lúc này, Hạ Thiên oán trách một câu. "Tiên sinh, ngài chờ một chút, chúng ta sẽ mau chóng mang món ăn lên cho ngài." Một nhân viên phục vụ đi ngang qua vội vàng nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ, bọn hắn sẽ ưu tiên phục vụ bàn của Hạ Thiên. "Ta nói này, Hạ Thiên, cuối cùng ngươi có biết mình vừa đánh ai không?" Lúc này, làm y nhân mới mở miệng hỏi. "Không phải chỉ là một tên ngốc sao?" Hạ Thiên Thuận miệng nói, hắn không thèm quan tâm Tần Hải Duyệt là ai. Y Tiểu Âm chưa nói cho ngươi biết sao? Lam Y Nhân có chút dở khóc dở cười, đó là Tần Hải Duyệt, đệ nhất công tử của thành phố Quế. Nhà họ Tần bọn hắn là gia tộc lớn nhất ở thành phố Quế. Chẳng lẽ trước đây Y Tiểu Âm không nói với ngươi về chuyện này sao? Vợ tiểu Y Y, có phải ngươi bị ngốc không? Hạ Thiên hơi buồn bực, một chuyện nhỏ nhặt như này, tại sao vợ Y Y lại nói với ta chứ? Chuyện nhỏ nhặt, Lam Y Nhân không nói nên lời, đây là chuyện nhỏ, vậy cái gì mới được coi chuyện lớn? Tất nhiên là Lam Y Nhân không thể nghĩ ra, dù đối với Hạ Thiên hay đối với Y Tiểu Âm mà nói, chuyện này thật sự là một chuyện nhỏ nhặt, một gia tộc đứng đầu trong thành phố không lớn cũng không nhỏ, bọn hắn thực sự sẽ không để vào mắt. Thật ra, cho dù là A Cửu, có lẽ cũng sẽ không quan tâm đến kiểu gia tộc này. Vợ tiểu Y Y, chuyện này vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ. Hạ Thiên bày ra dáng vẻ chẳng thèm để ý, ngươi không cần để ý tới nhân vật nhỏ này. Về sau, ngươi chính là vợ của ta, ai dám quấy rầy ngươi, ta sẽ xử lý hết bọn hắn. Hạ Thiên, ta biết ngươi và Y Tiểu Âm có quan hệ không bình thường, nhưng có câu nói cường long không chèn ép được địa cầu xa. Cho dù lai lịch của Y Tiểu Âm không nhỏ, ở đây nàng cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi. Làm y nhân có chút bất đắc dĩ, chỉ là nói đến chuyện này, nàng lại phát hiện ra ánh mắt kia của hạ thiên không đúng lắm ngươi ngươi nhìn ta như vậy làm gì lam y nhân có chút không được tự nhiên ánh mắt của tên kia quá hung hãn cảm giác như hắn đang muốn nhìn thấu nàng vợ tiểu y y lúc đầu ta còn muốn đánh ngươi một trận nhưng ta đột nhiên nhớ ra ngươi chưa đồng ý làm vợ ta hình như ra tay thì không được tốt lắm hay là bây giờ ngươi đồng ý làm vợ ta đi lam y nhân dở khóc dở cười đừng nói đến chuyện nàng có đồng ý làm vợ hắn hay chưa, nếu như nàng đồng ý thì hắn sẽ đánh nàng một trận sao? Tại sao ngươi lại muốn đánh ta một trận? Làm y nhân tức giận, người này là ai chứ? Thật quá bạo lực, hắn vừa mới đánh nhiều người như vậy, giờ ngay cả vợ mình cũng muốn đánh. Ách, không đúng, nàng không phải là vợ của hắn. Vợ tiểu y y, vì ngươi nói sai rồi, một người đàn ông đẹp trai như ta không cần người khác bảo vệ, ta cũng không cần vợ y y tới bảo vệ ta đặc biệt có trách nhiệm bảo vệ vợ mình. Hạ Thiên nói rất chân thành, tóm lại, sau này ngươi không nên nói lung tung, coi thường những cô vợ khác của chồng mình thì sẽ bị đánh. Được rồi, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Giả sử nhà họ tần tố cáo ngươi cố ý hại đả thương người khác, rồi gọi cảnh sát tới bắt ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào? Lam y nhân mở miệng hỏi. Ôi, vợ tiểu y y, bọn hắn không dám tới bắt ta, cũng không bắt được ta đâu. Hạ Thiên thản nhiên nói, nói đùa cái gì, mặc dù hơn 10 năm nay hắn không đi ra ngoài, nhưng với thân phận của hắn, có mấy cảnh sát dám bắt hắn chứ? Cho dù bọn hắn có can đảm, vậy cảnh sát nào có thể bắt được hắn đây? Trừ khi là băng băng nhà hắn tới bắt hắn, chỉ có điều, bây giờ băng băng cũng không có ở đó. Nguy rồi, ta lại nhớ băng băng rồi. Hạ Thiên đột nhiên rất buồn bực, cảnh sát tỉ tỉ gợi cảm trước kia ngày càng gợi cảm và quyến rũ hơn, à, còn nghe lời hơn cả muội muội chân dài nữa. Được lắm, Thật ra, nhà họ Tần chưa chắc đã gọi cảnh sát, nhưng tin ta đi, bọn hắn sẽ sớm trả thù ngươi thôi." Lam Y Nhân cảm thấy có chút bất lực trước sự tự tin của Hạ Thiên. Đang nói chuyện thì di động của Lam Y Nhân đổ chuông, nàng vừa lấy điện thoại ra, đã vội nhấn nút nghe ngay. Chương 1519, Trái đất tròn. Tiểu Phong, có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Lam Y Nhân vẫn rất nhu hòa, nhìn ra được là người quen gọi điện thoại tới. Chỉ là rất nhanh giọng điệu của nàng không vui, ai nói với ngươi vậy? Quang Tây, chuyện ta ở cùng với ai không liên quan tới hắn và không liên quan tới ngươi? Dừng lại mấy giây, làm y nhân lại mở miệng, hơi không kiên nhẫn, đi đi, đừng xen vào việc của người khác nữa, ta cúp máy đây. Làm y nhân trực tiếp cúp máy, đặt điện thoại di động lên bàn, vẻ mặt lại có hơi khó coi. Vợ tiểu y y, muốn ta đánh em trai nàng một trận không? Hạ thiên nghiêm túc hỏi ngươi có thể đừng chỉ biết đánh người được không lam y nhân hơi cạn lời sau đó lại hơi buồn bực làm sao ngươi biết là em trai ta gọi điện thoại cho ta vợ tiểu y y làm sao ngực nàng to như thế mà trí thông minh có chút không ổn vậy không phải trong điện thoại hắn gọi nàng là chị hai sao hạ thiên có chút buồn bực làm sao ngươi có thể nghe được lời hắn nói lam y nhân có hơi mơ hồ vợ tiểu y y tất nhiên là lỗ tai ta tốt đó hạ thiên thuận miệng nói một câu sau đó tự lẩm bẩm thế giới này hình như không đúng lắm ta nhớ rõ ràng là ngực lớn có não ngực càng lớn càng thông minh nhưng vì sao đến trên người vợ tiểu y y lại hơi sai chứ lam y nhân rất muốn đánh hạ thiên một trận tên khốn này nói lộn xộn cái gì đó nàng chỉ nghe người ta nói ngực to mới không có não mặc dù nàng không đồng ý với ý kiến này nhưng cái logic ngực càng to càng thông minh này nàng tuyệt đối không tin hơn nữa làm sao tên khốn này lại chỉ quan tâm đến ngực của nàng to May vào lúc này, phục vụ bắt đầu đặt món ăn lên, mà Hạ Thiên ăn bữa trước đó vẫn chính là lúc ở sân bay tối hôm qua, mặc dù đối với hắn không ăn cơm cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng bây giờ thật ra hắn cảm thấy hơi đói. Dù sao, hôm nay, hắn vừa chạy từ thành phố Giang Hải tới đây, cũng tiêu hao không ít thể lực. Số lượng món ăn ở nơi này rất nhiều, từ điểm tâm đến salad rồi món chính còn có món điểm tâm ngọt, người bình thường ăn không hết, không phải sao, làm y nhân vẫn không ăn hết, nhưng nàng cũng không lãng phí, bởi vì Hạ Thiên đã ăn xong phần của bản thân, rồi ăn luôn cả phần của Lam Y Nhân. Lam Y Nhân đối với việc này hơi im lặng, nhưng không có cách với Hạ Thiên, tiếp theo, Hạ Thiên cũng không muốn ăn nữa, tóm lại, sau đó Lam Y Nhân trả tiền, rời khỏi nhà hàng với Hạ Thiên. Hạ Thiên, buổi chiều ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lam Y Nhân hỏi. Vợ tiểu y y, nàng đi đâu ta sẽ đi đó. Hạ thiên thuận miệng đáp, vợ tiểu y y đi đâu thì tất nhiên hắn sẽ đi theo lam y nhân, hắn phải nhanh chóng theo đuổi được người vợ này, sau đó có thể bắt đầu tu luyện nghịch thiên đệ bát châm. Chờ khi tu luyện thành công nghịch thiên đệ bát châm, thần tiên tỷ tỷ, muội muội chân dài, băng băng, mị nhi của hắn đều sẽ trở về, sau đó hắn có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc trước kia. Kiểu cuộc sống đó, làm sao cũng sẽ không chán. Hạ thiên đang hoài niệm cuộc sống hạnh phúc trước kia, Lam y nhân lại bắt đầu có hơi nhức đầu, tên khốn này giống như thật sự muốn quấn lấy nàng. Chuyện đó, Hạ Thiên, người không đi tìm y tiểu âm sao? Làm y nhân không nhịn được hỏi. Vợ y y đi mất rồi, Hạ Thiên cũng không giấu giếm, thuận miệng đáp. Đi rồi, làm y nhân sững sờ, không phải nàng vừa tới thành phố Quế sao? Tại sao lại đi? Vợ y y tương đối bận rộn, cho nên lại đi tiếp. Hạ Thiên đáp. Làm y nhân âm thầm nghĩ, không phải vì nhìn thấy tên khốn này đã chạy chứ? khoan nói, làm y nhân vẫn đoán được một phần nguyên nhân, cho dù y tiểu âm không có việc gì ở phía bên đó, nhìn thấy Hạ Thiên ở đây thì nàng cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi. Ta muốn đi bên kia trước, người đi cùng chứ. Làm y nhân suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định mang Hạ Thiên tới câu lạc bộ tư nhân của nàng. Được, Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến. Trong khi hai người nói chuyện thì đã đi tới ven đường, làm y nhân chuẩn bị bắt xe taxi, nhưng vào lúc này, một chiếc Land Rover lái tới xe dừng lại một người đàn ông trẻ tuổi vẫy tay về phía bên này chị hai lên xe giọng nói của người thanh niên trẻ tuổi kia làm cho hạ thiên nghe rất quen chính là người gọi điện thoại cho lam y nhân lam y nhân còn chưa lên tiếng bên trong lại truyền ra một giọng nói đờ mờ chính là tên khốn khiếp kia tối hôm qua chính là hắn đánh ông đây ngồi ở vị trí kế tài xế cũng là người đàn ông trẻ tuổi hắn một bên gầm thét một bên đẩy cửa xuống xe sau đó hắn đã chỉ vào hạ thiên Nhóc con, ông đây tìm ngươi lâu rồi, ngươi lại dám đánh ta, ông đây không giết ngươi là không được. Á? À, ngươi, con mẹ nó ngươi lại đá ở đây. Người đàn ông trẻ tuổi nói còn chưa dứt lời, đã ngất xỉu. Lam Y Nhân trợn tròn mắt, mà em trai của Lam Y Nhân lại muốn điên rồi. "Chị hai, hắn chính là Hạ Thiên kia sao?" Em trai Lam Y Nhân thiếu chút nữa đã chửi mẹ, tuy nhiên nhìn thấy Hạ Thiên và Lam Y Nhân đi cùng một chỗ, trên đại khái hắn đã đoán được thân phận của Hạ Thiên, mới không có mắng. Không sai, hắn chính là Hạ Thiên, Lam Y Nhân đáp. Quay đầu nhìn Hạ Thiên, Lam Y Nhân nhịn không được hỏi, trước kia ngươi gặp qua Liễu Hào rồi à? Vợ tiểu y y, ngươi nói tên ngu ngốc trên mặt đất sao? Hạ Thiên hì hì nửa nụ cười, tối hôm qua gặp qua hắn, hắn nói cướp vợ của ta, nên ta đánh hắn. Trường 1520, em vợ cũng ăn đòn. Tên Liễu Hào này, chính là liếu thiếu hạ thiên gặp ở y nhân các tối hôm qua, không thể không nói, thế giới này thật ra rất nhỏ, đặc biệt là những thiếu gia có tiền như bọn hắn thì vòng tròn càng nhỏ hơn, không cẩn thận sẽ đụng phải. Làm y nhân hơi im lặng, toàn bộ thành phố Quế, chỉ có mấy gia tộc, dường như đều đã bị hạ thiên đắc tội gần hết. Thành phố Quế cũng không có loại xếp hạng 5 loại gia tộc lớn, nhưng trong thành phố này, số gia tộc chân chính có thể xếp hạng được chỉ có mấy gia tộc này. Ngoại trừ nhà họ Tần của Tần Hải Duyệt chính là gia tộc được công nhận là đứng đầu, thực lực của mấy gia tộc khác cũng không có quá nhiều tranh lệch, nhà họ Quang của Quang Tây, nhà họ Liễu của Liễu Hào, còn có nhà họ Lam của Lam Y Nhân, trên cơ bản chính là mấy gia tộc có sức ảnh hưởng nhất. Đương nhiên, nhà họ Ninh cũng rất nổi tiếng, tuy nhiên, thế lực chủ yếu của nhà họ Ninh cũng không ở thành phố Quế, người bình thường cũng không có xem nhà họ Ninh như các gia tộc của thành phố Quế, điều này giống như bệnh viện Y Nhân các của Y Tiểu Âm, mà không tới 24 giờ thì trên cơ bản Hạ Thiên đã đắc tội với mấy gia tộc đó, tuy rằng cũng nhờ vào Lam Y Nhân kéo cửu hận tới, nhưng Lam Y Nhân vẫn rất bội phục Hạ Thiên, tên khốn này thực sự rất biết gây chuyện. Cứ như vậy trong thời gian ngắn, Tần Hải Duyệt bị hắn đánh hai lần, Liễu Hào cũng bị đánh hai lần, còn Quang Tây có vận may không tệ, chỉ bị đạp một cái, không có hôn mê, xem như toàn thân lành lặn. Người chính là Hạ Thiên đúng không? Em trai của Lam Y Nhân đã xuống xe, hắn nhìn hạ thiên rất không hài lòng ta tên là lam tuấn phong bây giờ ta cảnh cáo ngươi cách xa chị hai của ta ta không quản ngươi là ai tóm lại ngươi đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga bộ dáng này của ngươi xứng với chị hai của ta sao ngươi nhanh chóng thức thời thì cút cho ta à lam tuấn phong nói còn chưa dứt lời đã bị đá một cái sau đó ôm bụng bộ dáng trông rất đau đớn đờ mờ nó chị hai ngươi nhìn xem thằng nhóc này ngay cả ta cũng đánh Lam Tuấn Phong tức giận thở hổn hển. Nếu không phải ngươi là em trai của vợ tiểu y y, thì ngươi đã không thể nói chuyện. Hạ Thiên lười biếng nói, nếu ngươi còn ở nơi này nói lung tung, dù ngươi là em trai của vợ tiểu y y ta đều sẽ làm cho ngươi không có cách nào nói chuyện. Ngươi, Lam Tuấn Phong cực kỳ tức giận, sau đó nhìn về phía Lam Y Nhân, chị hai, đây chính là nam nhân ngươi vừa ý. Đi đi, ngươi nhanh mang Liễu Hào vào bệnh viện, Lam Y Nhân nhìn Lam Tuấn Phong, ta vừa mới nói trong điện thoại, việc của ta không cần ngươi để ý tới. Chị hai, đây không phải chuyện của cá nhân ngươi. Lam Tuấn Phong có hơi tức giận, đây là chuyện của toàn bộ nhà họ Lam chúng ta. Ta nói lại lần nữa, đây là chuyện riêng của ta. Lam y nhân có chút không vui, Tiểu Phong, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi muốn náo loạn ở đây, vậy bọn ta sẽ trực tiếp gọi cho cấp cứu. Lam Tuấn Phong muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Liễu Hào ngất xỉu trên đất, cuối cùng cắn răng một cái, cố nén đau đớn trên bụng, ôm Liễu Hảo lên trên xe. "Chị Hai, ngươi là người thông minh, tốt nhất người biết mình đang làm cái gì." Lam Tuấn Phong nói một câu như vậy, sau đó đã lái xe rời đi. Gương mặt xinh đẹp kiều mị của Lam Y nhân lộ ra sự mờ mịt, tất nhiên nàng hiểu ý của Lam Tuấn Phong, cho tới nay nàng cũng không muốn để chuyện riêng của mình liên lụy tới gia tộc, nhưng nàng đồng thời cũng hiểu chuyện đó là không thể nào. Những năm gần đây, Tần Hải Duyệt cũng vậy, Quang Tây cũng được, Liễu Hào cũng được, đều có ý với nàng, mà nàng đều giữ khoảng cách với những người đàn ông kia, bình an vô sự, nhưng bây giờ, Hạ Thiên vừa xuất hiện, đã phá vỡ sự cân bằng này, sự việc đã trở nên càng thêm phiền phức. Đặc biệt là, Hạ Thiên còn lập tức đánh ba người kia, mâu thuẫn này cũng đã kéo tới đỉnh điểm. Hít một hơi thật sâu, làm y nhân âm thầm nói với mình, như vậy cũng tốt, thật ra nàng cũng muốn giải quyết chuyện này, cũng không muốn mãi dính líu như vậy mặc dù sự xuất hiện của Hạ Thiên rất tình cờ nhưng cũng cho nàng một cơ hội. Bây giờ, đối với nàng mà nói, phiền phức lớn nhất, ngược lại không phải là người khác mà chính là Hạ Thiên vui buồn thất thường, đến bây giờ, nàng vẫn như cũng không rõ lai lịch của tên khốn này. Vợ tiểu y y, chúng ta đi thôi, ở đây chơi không vui. Lúc này, Hạ Thiên mở miệng nói. Được, ta gọi xe, làm y nhân chuẩn bị kêu xe taxi, nhưng tay còn chưa vươn ra, cơ thể chợt nhẹ bổng, sau đó nàng phát hiện mình được Hạ Thiên bế lên. "Ngươi làm gì? Mau thả ta xuống." Lam Y Nhân lập tức ngẩn ngơ, còn có chút xấu hổ, tên khốn này lại sàm sỡ nàng. "Vợ tiểu Y Y, không cần đón xe, ta biết nàng đi nơi nào." Hạ Thiên ôm Lam Y Nhân chạy như bay, mặc dù không quen nơi đây, nhưng vừa vặn hắn biết vị trí của câu lạc bộ y nhân các. Nhìn thấy kiến trúc hai bên nhanh chóng lùi lại, xe cũng lùi lại, Lam Y Nhân có hơi choáng điều đó chứng tỏ tên khốn này giống như chạy nhanh hơn so với xe. Dường như chỉ qua vài phút ngắn ngủi, nhưng Lam Y Nhân đã thấy được câu lạc bộ của mình, mà khi Lam Y Nhân có hơi choáng váng, nàng lại nghe được một giọng nói đầy tức giận, Hạ Thiên ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đang làm cái gì vậy? chương 1521, A Cửu sẽ ghen đó. Giọng nói kia nghe có chút quen tai, làm y nhân vô thức quay đầu lại thì nhìn thấy một người cô gái xinh đẹp không xa lạ gì, đó chính là người tối hôm qua tới đây, A Cửu. Ta không có làm cái gì cả. Hạ Thiên nhìn A Cửu, có hơi buồn bực. Không làm cái gì, A Cửu nghiến răng nghiến lợi, vậy bây giờ ngươi đang ôm ai đây? Ô, ngươi nói người này à, ta đang ôm vợ tiểu y y, Hạ Thiên phản ứng lại, bây giờ, hắn vẫn còn ôm Lam Y Nhân, ừm, hai tay của hắn hình như đang để ở nơi không nên để. Hạ Thiên, anh thả ta xuống trước đã, lúc này Lam Y Nhân cũng phản ứng lại, Tên này ôm nàng còn chưa tính, nhưng tay của hắn lại đặt ở chỗ nào vậy chứ? Hạ Thiên, tên khốn kiếp này thực sự không thể cứu nổi nữa rồi. Vậy mà ngươi lại tìm người phụ nữ kia làm vợ của mình. A à, Cửu càng thêm tức giận. Ngươi có biết nàng vẫn luôn gây khó dễ cho tiểu thư hay không? Thật sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, sau đó lại bày ra dáng vẻ chẳng hề để ý. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ gì. Vợ tiểu y y cũng rất xinh đẹp mà. Cuối cùng thì Hạ Thiên cũng buông làm y nhân xuống, sau đó hắn nhìn A Cửu, cười hi hi nói, A Cửu, nhìn ngươi như đang ghen nha, ừm, um, ngươi đừng lo lắng, thật ra, vợ tiểu y y còn chưa đồng ý là vợ của ta. Cho nên, nếu như ngươi không muốn để cho nàng làm vợ ta, vậy ngươi vẫn còn cơ hội. Hạ Thiên, cái tên cuồng tự luyến này, ai sẽ ghen tị với ngươi chứ? A Cửu giận dữ nói, tất nhiên nàng không ghen, chẳng qua vì nàng cảm thấy cái tên khốn Hạ Thiên hoàn toàn không tôn trọng tiểu thư nhà mình chút nào, nàng biết rõ người phụ nữ tên Lam Y Nhân kia và tiểu thư không hợp nhau, vậy mà hắn lại muốn lêu lỏng cùng một chỗ với Lam Y Nhân. Ghen tuông cũng không sao, dù sao thì ta rất đẹp trai mà. Hạ Thiên nghiêm túc nói, thật ra, bây giờ chỉ là ta đang rất thiếu vợ thôi. Cha, không nhất thiết phải làm vợ, nếu như A Cửu đi theo ta, rồi ngoan ngoãn nghe lời giống như xương nhà đầu nhà ta, vậy ta tạm thời sẽ không cần vợ nữa, hoặc ta cũng có thể thăng cấp cho ngươi từ một nha hoàn thành một người vợ. Ngươi nằm mơ đi, A Cửu hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nàng sẽ không để cho tên khốn này sảm sỡ nàng. Sao ta lại nằm mơ chứ? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, chuyện này không phải là mơ ước tha thiết của ngươi sao? Ngươi, A Cửu nghiến răng nghiến lợi, tóm lại, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đừng hòng nghĩ tới loại chuyện tốt như vậy, ta sẽ không để ngươi được như ý, Tiểu thư cũng sẽ không để cho ngươi được như ý đâu. Được lắm, chuyện tốt như vậy ngươi còn không muốn, về sau ngươi muốn cũng không có cơ hội. Hạ Thiên không thèm để ý tới việc này, hắn thuận tay ôm eo Lam Y Nhân, nói, "Vợ tiểu Y Y, chúng ta đi vào đi." Nếu A Cửu đã không đồng ý làm một nha hoàn nghe lời, cũng không đồng ý thăng cấp trở thành vợ của hắn. Vậy hắn càng không muốn lãng phí thời gian với A Cửu nữa, hắn vẫn nên nhanh tìm cách để dỗ Lam Y Nhân làm vợ của mình mới là chuyện quan trọng nhất dù sao thì bây giờ hắn đang nóng lòng muốn tu luyện nghịch thiên đệ bát châm hạ thiên người đứng lại đó cho ta a cửu có chút tức giận người đổi ý rồi sao hạ thiên nhìn về phía a cửu hắn có chút ngạc nhiên hỏi ta có chuyện khác muốn tìm ngươi a cửu giận dữ nói nếu không thì ngươi cho rằng ta tới đây làm gì ta còn tưởng là ngươi tới đây để làm vợ nhỏ của ta hạ thiên thuận miệng nói a cửu tức giận tới mức nghiến răng tên khốn kiếp này thật sự là cái gì cũng có thể nghĩ tới ở bệnh viện bên kia xảy ra vài vấn đề cần ngươi đi giúp đỡ giải quyết một chút cuối cùng á cửu vẫn quyết định nói mọi chuyện nếu như ngươi không muốn giúp cũng không sao ta nói cho tiểu thư biết là được a à cửu ngay cả mấy việc nhỏ trong bệnh viện ngươi cũng không thể giải quyết được sao hạ thiên có chút không vừa lòng lắm ngươi cần phải cố gắng hơn nữa trong số nha hoàn nhà chúng ta ngươi có hơi không thông minh Ngươi mới ngốc, A Cửu lập tức giận dữ, chính đầu óc của người bị bệnh thần kinh mới có vấn đề, lại còn dám nói nàng ngu ngốc. Chỉ có nha hoàn không thông minh như ngươi mới có thể nói ta ngốc. Hạ Thiên lắc đầu, thôi được, ta đến bệnh viện xem trước. Hạ Thiên buông làm y nhân ra, hắn cười nói với nàng, vợ tiểu y y, ngươi ở đây đợi ta một lát, ta rất nhanh sẽ trở lại thôi. Nếu không thì ta đưa ngươi đến bệnh viện nhé. Lam y nhân suy nghĩ một lúc rồi nói. Lam y nhân, không cần ngươi tiễn đâu. A cửu hừ nhẹ một tiếng. ban đầu nàng cũng không ghét lam y nhân như vậy, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện ra lam y nhân muốn làm phiền đến hạ thiên, nàng càng khó chịu hơn nữa. nếu người phụ nữ đó thật sự trở thành vợ của tên khốn hạ thiên kia, không biết về sau sẽ gây phiền phức gì cho tiểu thư nhà nàng. vợ tiểu y y, người không cần đưa ta đi đâu, nếu không thì a cửu sẽ ăn dấm đó. hạ thiên cười hì hì. ta không có ghen. a cửu tức giận phản bác lại ngươi không cần ăn giấm, khi nãy ta vừa mới ôm vợ tiểu y y trở về, bây giờ ta sẽ ôm ngươi đi bệnh viện nhé. Hạ thiên cười hì hì, hắn đưa tay ôm lấy eo của A Cửu, sau đó chạy như bay. Đồ khốn kiếp, buông tay ra cho ta, A Cửu phẫn nộ quát lên. Sắp đến rồi, Hạ thiên vẫn không buông tay ra, hắn chỉ thuận miệng trả lời một câu. Trường 1522, đánh không lại, A Cửu dùng sức giấy ruộng một lần nữa thoát ra khỏi vòng tay của Hạ Thiên, đôi mắt xinh đẹp phun lửa, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi, Hạ Thiên, nếu tên khốn kiếp ngươi còn dám bất lịch sự với ta, ta sẽ đánh chết ngươi. Dừng một chút, A Cửu lại nói thêm, ngươi đừng cho là ta không biết bây giờ công lực của ngươi rất kém. Nhưng ta chính là Kim Đan kỳ, hiện tại ta lợi hại hơn ngươi. A! À, A Cửu đột nhiên hét lên một tiếng, bởi vì nàng vừa bị đánh sau đó nàng thở hổn hển nhìn hạ thiên tên khốn ngươi làm cái gì vậy nha hoàn không nghe lời là sẽ bị đánh hạ thiên cười hì hì nhân tiện ta nói cho ngươi biết mặc dù bây giờ ngươi đang là kim đan kỳ ngươi vẫn đánh không lại ta đâu hạ thiên bỏ lại câu nói này xoay người tiếp tục chạy hiện tại vẫn còn chưa tới bệnh viện tên khốn ta muốn giết ngươi a à, cửu đuổi theo hạ thiên tên vô lại này vẫn luôn lưu manh không biết xấu hổ như vậy đánh lén nàng còn chưa tính Hắn lại còn đánh vào mông của nàng. Chỉ có điều lần này, mặc dù A Cửu kêu gào muốn giết Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không có ra tay thật, không chỉ vì nàng nhớ tới những lời Y Tiểu Tâm đã nói với nàng trước đây, còn vì nàng phát hiện nàng thực sự đánh không lại Hạ Thiên. Điều này làm cho A Cửu rất phiền muộn, không phải là công lực của tên khốn này đã tụt dốc không bằng nàng sao? Tại sao nàng vẫn không thể đánh bại tên khốn này? 3 phút sau, hạ thiên và a cửu đã xuất hiện ở bệnh viện y nhân các nói chính xác là họ đang ở trong phòng làm việc của trưởng khoa tới nơi sau khi hạ thiên đi vào hắn còn chạy vào trong phòng nghỉ nhìn một chút sau đó hắn bày ra dáng vẻ rất hài lòng quả nhiên chăn mền bên trong đã được thay mới cửu nha đầu rốt cuộc có chuyện gì không giải quyết được lúc này hạ thiên mở miệng hỏi đừng gọi ta là nha đầu a cửu có chút bực mình nhưng ngươi không phải vợ của ta không gọi ngươi là nha đầu Vậy thì gọi ngươi là gì?" Hạ Thiên hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại. "Ngươi có thể trực tiếp gọi ta là A Cửu, hoặc gọi A Cửu tiểu thư." A Cửu tức giận nói, nàng cũng đã 30 tuổi rồi, mặc dù về cơ bản nàng sẽ không già vì nàng nhờ vào tu luyện nên giữ được vẻ trẻ trung này trong một thời gian dài. Nhưng nếu như nàng bị gọi là cửu nha đầu gì đó, nó lại giống như đang gọi một bé gái nhỏ vậy. "Ồ, hai cái tên đó không dễ nghe chút nào, vẫn cứ gọi là cửu nha đầu đi." Hạ Thiên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng trên cơ bản hắn vẫn sẽ không sửa lại. A à, cửu chán nản, cũng may, dù sao thì nàng cũng xem như hiểu rõ Hạ Thiên, nên nàng không dối dám về chuyện cách gọi với hắn. Nàng chuyển tới chủ đề chính, bây giờ ở đây đang thiếu bác sĩ, người đi giúp đỡ trị bệnh một chút đi. Thật ra, ở đây cũng không có phiền phức gì lớn, cha con Lương Quốc Hoành muốn gây rối, nhưng trước đó, Lương Công Tử muốn quấy rối nữ bác sĩ trong phòng làm việc của viện trưởng, mặc dù chứng cứ không đầy đủ nhưng cuối cùng nữ bác sĩ cũng đứng ra làm chứng bây giờ cả hai bên đã đạt được thỏa thuận lương quốc hoành trực tiếp rời khỏi bệnh viện không quy trách nhiệm cho nhau về những vấn đề khác về cơ bản chuyện đến đây đã được giải quyết mặc dù a cửu cảm thấy lương công tử kia được lợi hơn chút nhưng nàng biết hiện tại đang là thời kỳ không bình thường nên cứ quyết định xử lý theo cách này nhưng vấn đề lại không hề đơn giản như vậy rõ ràng là phía sau cha con lương quốc hoành còn có người chống lưng không phải sao, vào buổi trưa, gần một nửa số bác sĩ trong bệnh viện đã xin từ chức, việc này trực tiếp dẫn đến tình trạng không đủ bác sĩ, đặc biệt là một số bệnh nhân nặng đang chuẩn bị phẫu thuật. Nhưng bây giờ, bác sĩ mổ chính vừa chạy đi thì rắc rối tự nhiên ập đến. Đối với việc nhờ Hạ Thiên giúp đỡ, thật ra là do y tiểu âm đưa ra cho A Cửu, tất nhiên A Cửu cũng hiểu rõ Hạ Thiên là người giúp đỡ tốt nhất trong tình huống hiện tại, chỉ cần hắn đồng ý giúp, những bệnh nhân trong bệnh viện mới có thể sớm được giải quyết chỉ cần lập tức giải quyết được những rắc rối này thì vẫn có thể tìm được bác sĩ mới cho dù không tìm được bác sĩ vậy sau này sẽ có ít bệnh nhân được tiếp nhận hơn đây cũng không phải là vấn đề nan giải gì chỉ có chuyện nhỏ như vậy thôi sao rất nhanh hạ thiên đã hiểu rõ cửu nha đầu người ở chỗ này chờ ta một lát bỏ lại câu nói này hạ thiên trực tiếp biến mất a à, cửu thực sự đã đợi ở đây sau đó đợi khoảng gần 5 phút hạ thiên đã trở lại được rồi tất cả bệnh nhân ở nơi này đều được chữa hết rồi. Tốc độ của Hạ Thiên thật sự siêu nhanh, tuy rằng bệnh viện có không ít bệnh nhân, nhưng trên cơ bản mỗi một bệnh nhân chỉ cần hắn châm một kim là có thể giải quyết được, tốc độ tự nhiên rất nhanh. A à, cửu nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nàng có chút im lặng, thật ra nàng chỉ muốn Hạ Thiên chữa trị cho mấy bệnh nhân nặng, nhưng Hạ Thiên đã chữa khỏi cho tất cả mọi người, đó cũng không phải chuyện xấu. Cửu nha đầu, người thật sự không muốn thăng cấp thành vợ của ta sao? lúc này Hạ Thiên lại nghiêm túc hỏi. Trừ khi não của ta hỏng mới có thể muốn làm vợ của ngươi. A à, cửu hung hăng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, vẫn còn muốn nàng làm vợ hắn ư, tên khốn kiếp này không bằng cầm thú, hắn đã đối với tiểu thư như vậy, thế mà bây giờ hắn còn muốn làm loại chuyện đó với nàng sao? Hắn đang nằm mơ giữa ban ngày. Được rồi, cửu nha đầu, vậy ta về tìm hiểu vợ tiểu y y trước đã. Hạ Thiên nói xong là đi luôn, lập tức đã biến mất a à, cửu lập tức nổi điên lên tên khốn này lại đi tìm lam y nhân kia hắn thiếu phụ nữ như vậy sao ở một bên khác câu lạc bộ y nhân các lam y nhân vừa mới bấm điện thoại gọi cho một người xin chào ai vậy đầu dây bên kia là một người phụ nữ đang nhận điện thoại lê tử là ta lam y nhân đây lam y nhân nhanh chóng nói tên của bản thân người còn nhớ ta không chúng ta từng ở chung một ký túc xá của trường đại học đó lam y nhân rõ ràng, trong giọng nói của người phụ nữ kia có sự kinh ngạc, là ngươi thật sao? Ta nói này Lam Đại Tiểu Thư, một nhân vật lớn như ngươi, sao lại có tâm trạng gọi điện cho ta thế? chương 1523, điều tra không thành. Cô gái ở đầu bên kia điện thoại tên là Đỗ Lê, người khác đều gọi nàng là Lê Tử Quả Lê, lúc đầu ở trong đại học, xem như là bạn cùng phòng với Lam Y Nhân, sở dĩ nói xem như là vì Lam Y Nhân trên cơ bản không có ở trong ký túc xá, Lê Tử, thực ra ta có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ. Làm y nhân đi thẳng vào vấn đề, ngươi vẫn còn làm trong bộ an ninh quốc gia của kinh đô đúng không? Ừm, đúng, có điều ta chỉ là nhân viên bình thường, không có quyền hạn gì. Đỗ Lê đáp lại. Lê Tử, ngươi cũng không cần lừa gạt ta, ngươi cũng biết, có một số việc ta có thể điều tra ra được, ví dụ như công việc của ngươi, lai lịch của ngươi, ta là đại tiểu thư nhà giàu, nhưng ngươi cũng không phải là người của gia đình bình thường. Lam y nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, người cũng có thể yên tâm, ta cũng không phải muốn ngươi làm chuyện phạm pháp gì, ta tin với quyền hạn của ngươi, có thể tra ra. Đỗ lê ở đầu bên kia điện thoại, trầm mặc một hồi, tiếp đó mở miệng nói, Lam đại tiểu thư, ngươi đã nói như thế, vậy thì có chuyện gì cứ nói thẳng đi, nếu là chuyện trong phạm vi quyền hạn của ta có thể làm được, ta tự nhiên đồng ý giúp đỡ, dù sao, có thể để Lam đại tiểu thư ngươi thiếu nợ một ân tình, cũng không phải chuyện gì xấu. Lê Tử, ta cần ngươi giúp ta tra một chút tư liệu về một người. Lam Y Nhân nói thẳng ra, hắn tên là Hạ Thiên, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, nam, hắn nói mình 32 tuổi, căn cứ vào phán đoán của ta, hắn hẳn không phải người bình thường, nhưng mấu chốt là ta tra không được một chút tự liệu nào của hắn. Hạ Thiên, trong giọng nói của Lê Tử có chút mơ hồ, ta nói này Lam đại tiểu thư, đây không phải là tên đàn ông sao? Như vậy đi, bây giờ ta sẽ giúp ngươi tra một chút cái này ngược lại không khó. bên kia điện thoại có âm thanh đánh máy, mà âm thanh của lê tử đồng thời truyền đến a, à, lam đại tiểu thư, người khẳng định không sai tên chứ. trong hệ thống không có tên này, sẽ không sai. hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ, hắn hẳn sẽ không dùng tên giả. lam y nhân hồi đáp, ta tìm lại một chút. lê tử ở bên kia tiếp tục thao tác, a, à, chờ đã, hình như vừa mới truyền lên một phần hồ sơ của hắn quá tốt rồi, mau giúp ta xem, hắn đến cùng có lai like lịch gì. Làm y nhân có chút nóng nảy hỏi. Ách, cái kia, làm đại tiểu thư, thật không tiện. Giọng nói của Lê Tử lần nữa truyền đến, tư liệu thì ta thật có thể mở ra, nhưng không biết có phải là trò đùa quái đản của ai hay không, bên trong phần tài liệu này, lại trống không, cái gì cũng không có. Trống không, làm y nhân có chút buồn bực, chuyện này sao có thể như vậy chứ? Ta cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, theo lý thuyết không phải là chống không, như vậy đi, làm Đại Tiểu Thư, ta lại tìm người khác giúp người điều tra thêm, có tin tức gì, ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Lê Tử cũng có chút hoang mang. Được rồi, lần sau người có rảnh thì tới Kinh Đô, mời ta ăn một bữa cơm là được rồi. Lê Tử cười vui, ta cúp điện thoại trước, có rảnh lại liên lạc. Lê Tử nói xong đã cúp điện thoại, làm y nhân để điện thoại di động xuống, dường như có điều suy nghĩ. Vợ tiểu y y, nàng làm gì mà nhờ người khác tìm tư liệu của ta vậy? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. A, à, Lam y nhân sợ hết hồn, yêu kiều kêu to một tiếng, quay người lại đã thấy Hạ Thiên, lập tức có chút sở khóc sở cười. Anh vào đây bằng cách nào? Câu lạc bộ y nhân các là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, một nơi rất tư mật, chủ yếu chính là nơi một số con em nhà giàu ở thành phố Quế dùng để tụ tập. Còn đối với Lam y nhân, ở đây kỳ thực chính là một ngôi nhà khác của nàng ngày bình thường thời gian nàng ở chỗ này còn nhiều hơn so với thời gian ở nhà họ lam cũng chính vì như thế ở đây nàng cũng có một phòng ngủ cá nhân được bảo vệ rất tốt bây giờ nàng đang ở trong phòng ngủ mình cửa phòng vẫn còn đang đóng lại vốn cho rằng sẽ không có người tiến vào nhưng trên thực tế bây giờ hạ thiên đang ở trong phòng ngủ của nàng lam y nhân có chút im lặng ở đây mặc dù chỉ là lầu hai nhưng cũng không có người leo cửa sổ đi vào được có điều suy nghĩ một chút hình như tên này không chỉ đánh nhau rất lợi hại, chạy cũng rất nhanh, leo cửa sổ giường như cũng không có gì ghê gớm. Vị A cửu tiểu thư kia để anh trở về nhanh như vậy sao? Lam y nhân vừa nói vừa đi ra phòng ngủ, bên ngoài còn có một phòng khách, đương nhiên, bình thường căn bản cũng không có người có thể đi vào nơi này của nàng. Vợ tiểu y y, cửu nha đầu không quản được ta. Hạ thiên cũng đã đi vào phòng khách, sau đó nhìn Lam y nhân, người bạn kia của nàng chắc chắn tìm không thấy tư liệu của ta, cho nên, nàng muốn biết cái gì, hỏi ta là được. Được, vậy ta hỏi anh, ngoại trừ là thần y, anh còn có thân phận nào khác không? Lam y nhân ngồi xuống ghế salon, có điều lập tức đã hối hận, vì Hạ Thiên ngồi xuống sát bên nàng không nói gì, còn thuận tay ôm eo của nàng. Điều này khiến Lam y nhân có chút buồn bực, trước khi gặp phải Hạ Thiên, nàng còn chưa từng bị người đàn ông khác chiếm qua tiện nghi, nhưng bây giờ, tên này thỉnh thoảng lại sàm sở nàng, hoàn toàn không có hỏi thăm qua ý kiến của nàng. chương 1524, bị hoang tưởng nặng, có, ta còn là người đẹp trai nhất thế giới, ta còn là chồng của thần tiên tỷ tỷ, còn là chồng của muội muội chân dài. Hạ thiên nói một hơi rất nhiều thân phận, nhưng, làm y nhân nghe được, thấy những thân phận này căn bản không có một cái nào là thật. Anh có nhiều vợ như vậy, ngoại trừ y tiểu âm, những người khác ta có biết không? Cuối cùng Lam Y Nhân nhịn không được hỏi, mặc dù nàng cảm thấy Hạ Thiên đang khoác lác, nhưng vẫn muốn hỏi một chút, chỉ là cái tên này nói tới tên, dường như toàn bộ đều là biệt danh, không có một cái tên chân chính. Chắc có, người chắc chắn là không biết thần tiên tỷ tỷ và muội muội chân dài, nhưng người hẳn đã từng nghe nói qua vợ đại yêu tinh, mấy năm trước, nàng có tổ chức buổi hòa nhạc, hơn nữa còn là đi chung với Mộng tỷ. Hạ Thiên nhìn Lam Y Nhân, còn có năm ngoái cũng, khả khả cũng đã quay phim mới ngươi nói vợ đại yêu tinh còn có khả khả là ai vậy lam y nhân dở khóc dở cười năm ngoái quay phim mới còn gọi là khả khả ngươi không phải đang nói an khả đấy chứ ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết an khả cũng là vợ của ngươi vợ tiểu y y nàng ấy chính là vợ của ta hạ thiên nhìn lam y nhân vẻ mặt rất thành thật còn vợ đại yêu tinh chính là người hát nghe êm tai nhất nàng gọi là triệu vũ cơ đôi mắt to xinh đẹp của lam y nhân chừng lớn nhìn hạ thiên cố gắng từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đó, nhưng nàng lại ngạc nhiên phát hiện, Hạ Thiên nhìn qua thật không phải đang khoác lác, nhưng vấn đề là, đây sao có thể? An Khả là ai? Đó là minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất bây giờ, mà còn là minh tinh ngọc nữ chân chính, chưa từng có dính đến bất cứ chuyện xấu gì, ngay cả một cảnh diễn hôn đều không quay, tại sao có thể là vợ của người này? Tuy bây giờ An Khả mấy năm mới quay một bộ phim, nhưng cũng không ảnh hưởng sự nổi tiếng của nàng, mà gương mặt kia của nàng dáng người kia, ngay cả Lam Y Nhân nhìn đều thấy ghen tị. Chỉ cần một an khả thì cũng coi như thôi, kết quả còn tăng thêm triệu vũ cơ. Mười mấy năm trước, triệu vũ cơ là thiên hậu nổi bật và kiêu hãnh nhất, lại là vợ của tên này. Nếu đây là sự thật, Lam Y Nhân cảm thấy mình sẽ điên mất, phải biết, triệu vũ cơ cũng giống như an khả, cũng không có bất kỳ tin tức xấu gì đó. Hơn nữa triệu vũ cơ ca, thật sự rất dễ nghe, Lam y nhân cũng có thể nói là rất mê nhạc của nàng ấy lam y nhân cũng nhớ kỹ mấy năm trước triệu vũ cơ thật sự có tổ chức buổi hòa nhạc hơn nữa còn là tổ chức chung với ma nữ mộng mộng chờ đã không đúng cái tên này mới vừa nói qua cái gì mộng tỷ vậy hạ thiên mộng tỷ trong miệng ngươi chẳng lẽ là ma nữ mộng mộng lam y nhân cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu đúng mộng tỷ cũng là vợ của ta hạ thiên gật đầu một cái tiếp đó tự lẩm bẩm mộng tỷ rất tốt nàng thích nhất là chơi với ta đáng tiếc bây giờ nàng cũng không biết chạy đi đâu lam y nhân cảm thấy mình sắp điên rồi người này nhất định là mắc chứng ảo tưởng bằng không thì suy nghĩ của hắn sẽ không khinh khủng như vậy vợ tiểu y y thật ra trên mạng chắc có tin tức của ta với các nàng người hẳn là có thể tìm thử hạ thiên thuận miệng nói lam y nhân lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu tra tìm nhưng sau mười mấy phút nàng vẫn không thu hoạch được gì không có sao hạ thiên có chút buồn bực tiếp đó tự lẩm bẩm a à, đó nhất định là bị vợ tiểu yêu tinh xóa rồi lam y nhân muốn điên rồi vừa mới nói đại yêu tinh bây giờ lại xuất hiện thêm một tiểu yêu tinh giả nhất định là giả lam y nhân nói với mình như vậy nàng có thể tin tên này có mấy người vợ dù sao thời đại này đàn ông có tiền sẽ tự mình nuối mấy cô gái là rất bình thường nhưng nàng tuyệt đối sẽ không tin an khả và triệu vũ cơ còn có ma nữ mộng mộng đều là vợ của cái tên này nghiêm túc mà nói nàng sẽ không tin ba người các nàng sẽ là vợ của bất kỳ người đàn ông nào, đây đang nói đùa gì thế, trên đời này nào có người đàn ông nào có tư cách đồng thời giữ được trái tim của cả ba người các nàng. Cái kia, Hạ Thiên, nếu ngươi đã có nhiều vợ như thế, vậy ta nghĩ, chúng ta vẫn là không quá thích hợp ở cùng một chỗ. Làm y nhân hít một hơi thật sâu, nàng quyết định muốn cùng Hạ Thiên giữ một khoảng cách. Vừa mới bắt đầu nàng kỳ thực có ý nghĩ cùng y tiểu âm so sánh, cho nên mới muốn cùng Hạ Thiên tiếp xúc nhiều một chút, nhưng bây giờ nàng cảm thấy chính mình vẫn là nên rời xa cái tên này một chút thì tốt hơn. Cái tên này tuyệt đối là một người bệnh bị bệnh hoang tưởng nặng. Thế nhưng ta bây giờ thật sự cần gấp một người vợ a. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn phát hiện mình bây giờ vận khí thật không quá tốt. Đầu tiên là vợ Y Y không chịu phối hợp, tiếp đó tiểu muội chân dài Ninh Nhụy Nhụy kia lại cũng không muốn cơ hội tốt như này. Tiếp theo a cửu cũng thế không chịu thăng cấp. Bây giờ vợ tiểu y y này thế mà cũng không chịu. Vợ tiểu y, cơ hội làm vợ của ta thật sự rất khó được a à, người khẳng định thật sự không muốn cơ hội này sao? Hạ thiên còn muốn thuyết phục Lam y nhân. Lam y nhân đang muốn nói chuyện, cửa ra vào lại truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời truyền đến âm thanh có chút gấp rút, làm tiểu thư, làm tiểu thư, người ở bên trong hà. Trường 1525, người giấu bọn hắn đi đâu rồi? Lam y nhân nhận ra giọng nói kia, đó là phục vụ viên trong câu lạc bộ của nàng Vì thế nàng đứng dậy đi qua mở cửa Làm sao Làm y nhân khẽ nhíu mày Mặc dù câu lạc bộ này vẫn mở cửa vào ban ngày Nhưng kinh doanh tốt nhất vẫn là vào buổi tối Bình thường thì buổi chiều sẽ không có việc gì Làm tiểu thư Quang đại thiếu ra tới Còn mang theo một số người tới Nói muốn tìm Sọng điệu của người phục vụ có chút vội vàng Mà nàng còn chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời Y nhân hoặc ta nên gọi ngươi là Lam đại tiểu thư." Giọng nói của một người đàn ông truyền đến, mà người này cũng đồng thời xuất hiện trước mắt Lam Y Nhân. Người tới không phải ai khác, chính là Quang Tây mà Lam Y Nhân vừa gặp giữa trưa, điểm khác nhau chính là lần này Quang Tây không đi một mình, lúc này phía sau hắn còn có một đám đàn ông cao to vạm vỡ. Lần này hiển nhiên là Quang Tây có chuẩn bị mà đến, mà mục đích của hắn rất rõ ràng, nếu như còn có thể gọi là y nhân cho thấy giữa hắn và Lam Y Nhân còn có thể bàn bạc lại, nhưng nếu như chỉ có thể xưng hô là Lam đại tiểu thư, vậy xem như là chính thức trở mặt. Quang đại thiếu gia, ta nghĩ ngươi nên gọi ta là Lam đại tiểu thư thì tốt hơn. Giọng của Lam Y Nhân bình tĩnh, nhìn điệu bộ này của Quang đại thiếu gia, chỉ sợ không phải tới làm khách câu lạc bộ của ta, có chuyện gì thì ngươi nói thẳng đi. Lam đại tiểu thư, nếu ngươi đã trực tiếp như vậy thì ta cũng xin nói thẳng, mau giao cái người gọi là Hạ Thiên kia ra đây như vậy chuyện này sẽ không liên quan gì tới ngươi. Quang Tây lạnh lùng nói, thằng ngu nhà ngươi đang tìm ta à, lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên, đồng thời một người đàn ông bước ra từ phía sau Lam Y Nhân. Người này dĩ nhiên chính là Hạ Thiên, mà hiện tại thoạt nhìn như hắn đang dán lên người Lam Y Nhân, không, trên thực tế thì hắn đúng là đang dán lên người Lam Y Nhân, chỉ thiếu chưa ôm nàng mà thôi. Tiểu Y Y, ta cảm thấy ngươi vẫn nên làm vợ của ta thì hơn, nếu không sau này sẽ có rất nhiều người ngu ngốc thường xuyên tới đây quấy rối ngươi." Hạ Thiên nói rất chân thành, chờ ngươi chân chính trở thành vợ của ta thì sẽ không có ai dám làm phiền ngươi. Lam Y Nhân có chút im lặng, bây giờ người đang quấy rầy nàng chính là hắn đấy. Cảm thấy Hạ Thiên dán trên người mình, Lam Y Nhân không khỏi tiến lên phía trước hai bước, giữ khoảng cách với đối phương, bây giờ nàng thật sự muốn cách xa cái tên này một chút. "Hạ Thiên, có gan thì đừng trốn sau lưng phụ nữ." Quang Tây nhìn Hạ Thiên trong giọng nói vừa có phẫn nộ vừa có ghen ghét. Tên Vương Bát đàn này đi ra từ phòng của Lam Y Nhân, hắn nhớ rất rõ ràng, cho tới bây giờ vẫn chưa có người đàn ông nào có thể đi vào phòng của Lam Y Nhân cả. Tiểu Y Y, người tránh ra một chút đi. Hạ Thiên giơ tay ôm eo của Lam Y Nhân, ôm nàng ra phía sau hắn, sau đó nhìn Quang Tây, nè, thằng ngốc nhà ngươi muốn đánh nhau phải không? Lên, Quang Tây trực tiếp vung tay lên mấy người đàn ông lực lưỡng sau lưng hắn lập tức nhào về phía hạ thiên lam y nhân lập tức lùi về trong phòng theo bản năng nữ phục vụ viên kia cũng trốn sang một bên nhưng rất nhanh hai người đều phát hiện việc này hình như có chút dư thừa bởi vì chỉ trong nháy mắt mấy người đàn ông vạm vỡ kia đã không thấy tăm hơi về phần bọn hắn đi đâu thì lam y nhân không nhìn thấy nè thằng ngu ngốc ngươi qua đây không phải ngươi muốn đánh nhau sao hạ thiên vẫy tay với quang tây Ngươi, ngươi giấu bọn hắn đi đâu rồi? Quang Tây cũng trợn tròn mắt, mẹ nó, chẳng lẽ hắn gặp quỷ? Phải biết rằng, hắn mới vừa mang theo vài tên vệ sĩ biết đánh đấm từ trong nhà ra, chuẩn bị tới đây dạy cho tên Hạ Thiên này một bài học. Nhưng kết quả chớp mắt một cái thì những người kia lại không biết đi nơi nào, bây giờ là giữa trưa, không đến mức thấy ma chứ. À, ngươi đi xem sẽ biết. Hạ Thiên vươn tay túm cổ áo của Quang Tây, tiếp đó vung tay lên, Quang Tây lập tức bay ra ngoài lần này làm y nhân đã thấy rất rõ ràng quang tây là bay ra ngoài từ cửa sổ phòng khách a à, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu đau làm y nhân lập tức chạy tới cửa sổ nhìn xem tiếp đó nàng phát hiện một nhóm người nằm la liệt trên mặt đất không chỉ có quang tây mà đám người hắn mang tới cũng đều ở bên dưới lần này làm y nhân xem như đã biết mới vừa rồi những người kia đều bị ném ra ngoài chỉ là hạ thiên ra tay quá nhanh nhanh đến mức nàng căn bản không thấy gì cả tiểu y y nếu như ngươi làm vợ ta thì sau này ngươi cũng có thể tùy tiện ném bọn hắn ra ngoài nha." Hạ Thiên cũng đi tới đứng bên cạnh cửa sổ, ghé vào Lam Y Nhân rồi nói. Lam Y Nhân có chút cạn lời, nàng cũng không phải loại bạo lực điên cuồng giống như hắn. Nhưng, gia hỏa này thật sự rất lợi hại. Lam Y Nhân nhìn xuống dưới, đám người Quang Tây đang lồm cồm bò dậy, nhưng bọn hắn cũng không có ý định đi vào câu lạc bộ lần nữa, mà trực tiếp rời đi, nhìn qua trên mặt còn mang theo chút hoảng hốt. Lam Y Nhân đã nhận ra, những người này đã bị dọa sợ bởi sức chiến đấu mạnh mẽ của Hạ Thiên, lần tới nếu bọn hắn lại muốn gây chuyện với Hạ Thiên thì sợ sẽ phải dùng thủ đoạn khác. Có điều chuyện này chẳng liên quan gì tới nàng cả, nàng vẫn quyết định giữ một khoảng cách với Hạ Thiên. Chương 1526. Đương nhiên là có biện pháp. Hạ Thiên, ta đã suy nghĩ rồi, chúng ta không quá thích hợp ở cùng nhau. Lam Y Nhân quay đầu nhìn Hạ Thiên, ta biết ngươi là người rất lợi hại nhưng ta vẫn hiểu biết quá ít về ngươi tiểu y y ngươi có thể chậm rãi tìm hiểu ta mà hạ thiên nói rất chân thành nhưng ta không muốn tiếp tục tìm hiểu lam y nhân lắc đầu tóm lại xin ngươi rời khỏi đây đi ừ vậy được rồi ta lại đi tìm người khác hạ thiên có chút buồn bực nhưng cũng không tiếp tục kiên trì nữa vậy ta đi trước nếu như ngươi thay đổi chủ ý thì nhớ gọi điện thoại cho ta nói đến đây hạ thiên lại đột nhiên nhớ tới một việc a à, không được hình như ta không có điện thoại thôi vậy tiểu y y người xác định không thay đổi chủ ý sao nếu như ta đi rồi thì ngươi không còn cơ hội để hối hận đâu đấy hạ thiên ta đã quyết định rồi ta sẽ không hối hận làm y nhân cảm thấy mình sẽ không hối hận ngược lại bây giờ nàng đã có chút hối hận quen biết với hạ thiên cũng vì gia hỏa này mà hiện tại nàng xem như đã đắc tội với tần hải duyệt quang tây Tuy nàng không muốn có quan hệ gì mật thiết với đám người Tần Hải Duyệt Quang Tây, nhưng nàng cũng không muốn làm kẻ thù với bọn hắn, nhưng bây giờ có thể nói là hai bên đã kết thù. Tốt thôi, vậy ta đi đây." Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Lam Y Nhân khẽ giật mình, theo bản năng nhìn xuống, lại phát hiện Hạ Thiên hoàn hảo không chút tổn hại, đang nhanh chóng rời xa. Trong lúc nhất thời, nàng lại ngẩn ngơ, trước đó ra hỏa này bám dính nàng gỡ không ra, bây giờ nói đi thì đi. Lam y nhân đương nhiên không biết, bây giờ hạ thiên vội vã tìm vợ, nếu như tiểu y y không chịu phối hợp, vậy thì hắn quyết định thay sang mục tiêu khác. Nhưng ở thành phố Quế này, người có thể được hắn xem như mục tiêu thật sự là không nhiều lắm. Cửu nha đầu còn không nghe lời hơn cả vợ y y, bây giờ tiểu y y còn có chút ngốc, không biết ta là ai. Ừm, quyết định lại cho tiểu muội chân dài một cơ hội nữa. Hạ thiên lẩm bẩm, hắn lập tức quyết định đi tìm ninh nhụy nhụy. Bây giờ, tổ trạch nhà họ Ninh. Trong viện, Ninh Vọng Hải mới vừa cúp điện thoại, mà Ninh Nhụy Nhụy hơi có vẻ khẩn trương. Nhụy Nhụy, ta bảo người ta hỏi thăm một chút, cảnh sát bên kia không có ghi chép gì việc xảy ra trên đỉnh núi tuyết, mấy tên sát thủ tập kích người cũng không có tin tức gì. Giọng của Ninh Vọng Hải hơi có vẻ trầm trọng, về phần Ninh Tứ thì bây giờ cũng mất tích, không rõ sống chết. Ông nội, cuối cùng hiện tại đang có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ninh Nhụy Nhụy rất khó hiểu, nếu như người bên nhà họ hồ muốn đối phó chúng ta vậy thì cũng rất bình thường nhưng ninh tứ không giống như do nhà họ hồ phái tới chẳng lẽ trong nội bộ nhà họ ninh chúng ta có nhụy nhụy có một chuyện mà ngươi không biết ninh vọng hải thở dài vài ngày trước ta lập một phần di chúc mặc dù theo lý thuyết thì những gì viết trong di chúc sẽ được bảo mật nhưng bọn hắn vẫn lấy được tin tức bây giờ bọn hắn biết ta đã để lại toàn bộ tài sản cho ngươi vì vậy ninh vọng hải nhìn ninh nhụy nhụy ánh mắt mang theo vẻ cương chiều, nhụy nhụy, chuyện này cũng là do ta, làm cho hiện tại bọn hắn đều nhầm vào ngươi, nhưng đây cũng đúng lúc chứng minh lựa chọn của ta là đúng, những người kia không xứng đáng có được tài sản của ta. Ông nội, ngươi, ngươi nói là, bọn hắn vì tài sản của ngươi cho nên phái người tới giết ta. Ninh nhụy nhụy có chút khó có thể tin, vậy, vậy bệnh của ngươi. Nhụy nhụy, đây còn phải nói sao, không có sự trùng hợp nào ở đây cả, ta bị người khác động tay động chân, người gặp sát thủ rõ ràng tất cả đều là bọn hắn làm trò quỷ còn về phần là kẻ nào trong bọn họ hay tất cả mọi người thì bây giờ còn không thể kết luận được ninh vọng hải tương đối bình tĩnh khi nói về vấn đề này lần này may mắn gặp được vị hạ thần y kia nếu không bọn hắn thật sự được như ý rồi vậy ông nội kế tiếp chúng ta phải làm gì đây ninh nhụy nhụy có chút bận tâm ở đây chúng ta không có người để dùng hay chúng ta báo cảnh sát đi Cảnh sát nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, không có khả năng vẫn luôn bảo vệ chúng ta. Ninh Vọng Hải lắc đầu, hơn nữa bọn hắn đã phái cả sát thủ chuyên nghiệp, sợ là cảnh sát thông thường sẽ không có cách nào bảo hộ chúng ta. Vậy, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút lo lắng, giờ khắc này nàng đột nhiên có loại cảm giác, đó chính là thiên tai thiên nhiên cũng không bằng lòng người hiểm ác. Nàng từng khiêu chiến các trò cực hạn vô số lần cũng sẽ không hoảng hốt, nhưng bây giờ nàng thật có chút luống cuống. Đương nhiên là có biện pháp chứ." Một giọng nói tiếp lời, nhưng lại không phải là giọng của Ninh Vọng Hải. Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn lại, tức khắc giận sôi máu, "Nè, tại sao ngươi lại đến đây nữa rồi?" Người tới đúng là Hạ Thiên, hắn nhìn Ninh Nhụy Nhụy, có chút kỳ quái, tại sao ta lại không thể tới đây chứ? "Hạ thần y, ngài đương nhiên có thể tới đây bất cứ lúc nào." Ninh Vọng Hải vội vàng lên tiếng, tiếp đó lại nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, "Nhụy Nhụy, ngươi nên đối xử khách khí với hạ thần y một chút hắn chính là ân nhân cứu mạng của hai chúng ta không sai tiểu muội chân dài ta đã cứu cô mấy lần cô phải nên lấy thân báo đáp ta mới phải hạ thiên tiếp lời nào có ai bắt người ta báo ân như ngươi chứ ninh nhụy nhụy hung hăng chừng hạ thiên nè vừa rồi ngươi nói có biện pháp là ý gì biện pháp ta đã nói rồi đấy hạ thiên thuận miệng nói chỉ cần ngươi làm vợ ta thì các ngươi sẽ không có chuyện gì Ninh Nhụy Nhụy lập tức nổi điên, tên lưu manh này đưa ra chủ ý xấu gì đây, nàng còn lâu mới làm vợ hắn. Không phải ngươi đi tìm vợ sao? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, thế nào rồi? Không ai nguyện ý làm vợ của ngươi à? Trường 1527, đều là vợ ta. Đúng, nơi này của các cô cũng chẳng có mỹ nữ, chỉ mấy người bọn cô miễn cưỡng được tính là đẹp thôi, nhưng đầu óc lại có vấn đề. Hạ Thiên có chút buồn bực, cho cơ hội tốt vậy, thế mà cũng không cần, sau này, chắc chắn không có được cơ hội tốt như thế nữa đâu. Đầu óc ngươi mới có vấn đề, Ninh Nhụy Nhụy hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên, đầu óc bình thường cũng sẽ không làm vợ của ngươi. Tiểu muội chân dài, cô thực sự có bệnh rồi, Hạ Thiên nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy một hồi, tiếp đó mở miệng nói. Người mới có bệnh đó, Ninh Nhụy Nhụy tức điên lên, đây là mắng chửi người bệnh tâm thần cũng không cần trực tiếp như vậy chứ. Cô thật sự có bệnh rồi, trên khắp người toàn là nội thương vẻ mặt Hạ Thiên vô cùng thành thật, chân phải và tay trái của cô cũng đã từng gãy xương, trên thân còn rất nhiều nơi từng bị thương, dù nhìn qua vẫn tốt, nhưng trên thực tế, đâu có thể tính là hoàn mỹ, dù bây giờ cô chưa cảm thấy gì, nhưng chờ tuổi cô lớn hơn chút, những chỗ này nhất định sẽ có phát tác di chứng. Làm sao người biết, Ninh Nhụy Nhụy sướng sờ. Ta là thần y, đương nhiên biết, Hạ Thiên thuận miệng nói, có điều, thật ra những thứ này cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần cô làm vợ ta, ta nhất định sẽ giúp cô chữa khỏi hoàn toàn những nội thương này. Ừm, về sau, cô muốn leo núi tuyết hay gì cũng rất đơn giản, bay thẳng lên là được. Mặc kệ người có ba hoa khoác lác thế nào, ngược lại, ta sẽ không bao giờ làm vợ ngươi. Ninh nhụy nhụy tức giận nói, trong lòng lại âm thầm nghĩ, gia hỏa này còn có thể bay. Dù gia hỏa này rất lợi hại, nhưng muốn bay, đó hơn phân nửa là khoác lác đi. Lúc này, Hạ Thiên thực sự cũng có chút buồn bực, đầu óc tiểu muội chân dài thật sự không dùng được, chuyện tốt vậy, nàng vẫn không đồng ý. Ngay khi đó, chuông điện thoại di động chợt vang lên, Ninh Nhụy Nhụy rất nhanh đã kết nối, giọng điệu còn nghe ra được niềm vui sướng, Khả Nhi, là ngươi à, cái gì? Ngươi tới thành phố Quế rồi, quá tốt, ngươi đang ở đâu? Được được được, ta lập tức đi tìm ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cúp điện thoại, tiếp đó nhìn về phía Ninh Vọng Hải, ông ơi, Khả Nhi tới đây chơi, nàng đang ở trong khách sạn, ta đi gặp nàng một chút. Ừm, nhưng ngươi nhớ cẩn thận chút, bây giờ đang không quá an toàn. Ninh Vọng Hải gật đầu một cái. Tiểu muội chân dài, người tên Khả Nhi kia, có đẹp không? Lúc này, Hạ Thiên chợt mở miệng hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là đẹp rồi, người ta còn là ngôi sao lớn đó. Ninh nhụy nhụy hừ nhẹ một tiếng. Ngôi sao à, Hạ Thiên lập tức đã hết hứng thú, vậy nhất định không xinh đẹp, vợ đại yêu tinh đã nói với ta, bây giờ minh tinh chẳng có ai đẹp bằng nàng. Người chỉ thổi phồng thôi, còn vợ đại yêu tinh gì nữa, ta thấy người đang nằm mơ. Ninh nhụy nhụy hừ nhẹ một tiếng, ta nói với ngươi, Khả Nhi chính là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất hai năm nay, chẳng những xinh đẹp, kỹ thuật diễn xuất cũng tốt. Tiểu muội chân dài, cô mới là đồ ba hoa, khoác lác đó. Hạ Thiên có chút không vui, Khả Nhi gì kia, nghe tên cũng biết là sao chép rồi, sao mà xinh đẹp được. Hả, Ngươi nói rõ ra cho ta, sao tên Khải Nhi lại là sao chép? Còn người ngươi nói kia, có thể là ai chứ? Ninh nhụy nhụy có hơi tức giận, vợ đại yêu tinh gì của ngươi, sẽ không phải tên là khả khả chứ? Tiểu muội chân dài ngươi mới ngốc, vợ đại yêu tinh là vợ đại yêu tinh, khả khả là khả khả, vợ đại yêu tinh chỉ ca hát, không quay phim, khả khả chỉ quay phim, không ca hát, chỉ là, các nàng ai cũng đẹp hơn ngươi. Hạ thiên liếc ninh nhụy nhụy bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, Ánh mắt này để Ninh Nhụy Nhụy có hơi phát điên lên, rõ ràng ra hỏa này mới là đứa ngu ngốc, còn dám nói người khác ngốc. Hạ Thiên, người bệnh thần kinh như ngươi, thế giới này, người có thể so sánh với Khả Nhi, thậm chí còn tuyệt hơn, chính là Minh Tinh Khả Khả, chỉ có mình nàng, chính là An Khả Khả, ta cũng không tin, Khả Khả là vợ ngươi được. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, nàng đương nhiên biết An Khả Khả, An Khả Khả những năm này rất ít xuất hiện, nhưng nàng ấy vẫn rất nổi tiếng như cũ. Nói theo một góc nào đó, người bạn thân khả nhi kia của nàng cũng chính là ngôi sao lớn Triệu Khả Nhi bây giờ, đúng thật là có chút chạy theo tên của An Khả Khả. An Khả Khả chính là vợ ta mà. Hạ Thiên nhìn qua Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, Khả Khả nhà ta nhất định còn đẹp hơn Khả Nhi kia của cô. Sao An Khả Khả là vợ ngươi được? Ninh Nhụy Nhụy hiển nhiên không tin, hơn nữa ta cho ngươi biết, Khả Nhi cũng rất đẹp, ta không tin ngươi chưa từng nghe cái tên Triệu Khả Nhi này. Cô bạn minh tinh của ngươi, tên là Triệu Khả Nhi sao, Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, tên của nàng quả nhiên là ăn theo rồi, ngay cả họ cũng bắt trước theo vợ đại yêu tinh. Đánh rắm, họ Triệu sao lại là sao chép, Ninh nhụy nhụy nhìn không được mắng chửi người, người ngược lại nói một chút, vợ đại yêu tinh ngươi là ai? Vợ đại yêu tinh tên là Triệu Vũ Cơ, nàng là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất, khả khả là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất, cô bạn của ngươi, vừa vặn tên Triệu Khả Nhi, đây chắc chắn đang cố ý ăn theo đó. Hạ Thiên nói rất tự tin, vợ tiểu yêu tinh từng nói, những nghệ danh, danh tự mà Minh Tinh dùng hiện nay, đều là cố ý ăn theo, ừm, còn được gọi là cọ độ nổi tiếng. chương 1528, nàng muốn giết ngươi. Chờ đã, ngươi nói Triệu Vũ Cơ cũng là vợ ngươi. Ninh nhụy nhụy sắp điên rồi, này sao có thể, gia hỏa này có phải đang ảo tưởng điên cuồng rồi không? Đúng rồi, Nàng chính là vợ đại yêu tinh, Hạ Thiên gật đầu một cái. "Ngươi," Ninh Nhụy Nhụy có hơi sụp đổ, "không được, ta hỏi Cửu tỷ chút." Dù Ninh Nhụy Nhụy rất khó tin, nhưng vẫn quyết định xác nhận chút, cho nên nàng lập tức bấm điện thoại cho A Cửu. Một phút đồng hồ sau, "A, à, Cửu tỷ, ngươi nói thật," Ninh Nhụy Nhụy kêu lên, "cái này, này sao có thể?" Tên thần kinh đó không có khoác lác, "A, à, ta muốn điên rồi." Ninh Nhụy Nhụy cúp điện thoại nhìn qua Hạ Thiên, trong lòng đang rất rối tung rối mù, sao có thể được, Triệu Vũ Cơ và An Khả Khả, thật sự là vợ của tên bệnh thần kinh này. Ninh Nhụy Nhụy không hề muốn tin chuyện này, nhưng vấn đề đây là chính miệng A Cửu nói, nàng không tin ai, cũng sẽ tin A Cửu, nhưng vấn đề là, sao có thể như vậy? Tiểu muội chân dài, vợ của ta ai cũng đẹp hơn ngươi. Lúc này, Hạ Thiên lại mở miệng, cho nên, nếu không phải ta đang thiếu vợ, ngươi cũng không có cơ hội làm đâu dù xem như đây là thật, ta cũng không làm vợ ngươi. Ninh nhụy nhụy giống lên một câu với Hạ Thiên, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi tìm Khả Nhi. Ninh nhụy nhụy nhanh chóng xải bước chân dài nghịch thiên của mình, chạy ra bên ngoài, nàng thấy nếu vẫn không đi, nhất định sẽ điên mất. Một phút đồng hồ sau, Ninh nhụy nhụy lái xe rời khỏi tổ trạch nhà họ Ninh, trong đầu đã sớm loạn cào cào, lúc đầu, có bạn bè đến sẽ khiến nàng vô cùng vui vẻ, nhưng vừa biết được An Khả Khả và Triệu Vũ Cơ, cả hai đều là vợ của tên Hạ Thiên, thật sự để lòng nàng cực kỳ chấn động, đến mức bây giờ, nàng chẳng thể vui chút nào nữa. Có điều, dù đầu đang rất loạn, Ninh Nhụy Nhụy vẫn một đường lái xe thuận lợi, rất nhanh đã đến khách sạn Tân Quế tốt nhất thành phố Quế. Xe dừng lại, Ninh Nhụy Nhụy đi vào trong, bước thẳng tới cửa thang máy, bắt đầu đứng chờ, nhưng vào lúc này, bên cạnh lại đột nhiên truyền tới một giọng nói, tiểu muội chân dài, tốc độ của ngươi hơi chậm nha. Ninh nhụy nhụy thiếu chút nữa đã kêu lên, nhưng vẫn kiềm nén nhịn được, vừa quay đầu, quả nhiên đã thấy Hạ Thiên. Người đi theo làm gì? Ninh nhụy nhụy cắn răng, nàng cũng lời hỏi cuối cùng làm sao ra hỏa này lại tới được đây. Ừm, ta tới nhìn một chút, cô bạn tên Khải Nhi kia của ngươi. Hạ Thiên lại nói thẳng ra suy nghĩ mình. Người muốn làm gì? Ninh nhụy nhụy tức giận nói, ồ, ta nói với ngươi, ngươi đừng có tìm nàng làm vợ nhỏ gì đó của ngươi đấy ta đi xem trước, vẻ mặt của Hạ Thiên vô cùng thành thật, nếu nàng ấy thật sự xinh đẹp, nói không chừng, ta sẽ cho nàng cơ hội làm vợ của ta, nhưng nếu khuôn mặt của nàng không xinh đẹp, vậy phải để nàng đổi cái tên, không được sao chép của vợ ta. Đây thật là một người bị bệnh tâm thần chân chính. Ninh Nhụy Nhụy lập tức đưa ra kết luận này, tiếp theo cũng lời nói chuyện tiếp với Hạ Thiên, vì cửa thang máy đã mở, nàng trực tiếp bước thẳng vào. Hạ Thiên cũng đi theo vào thang, với chuyện này, Ninh Nhụy Nhụy cũng không nói gì, dù sao cũng không có cách ngăn hắn được. Giờ trong thang máy đã không còn ai khác, hai người đứng bên trong, một đường đi thẳng tới tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở ra, Ninh Nhụy Nhụy đi ra ngoài, lập tức xuất hiện hai vệ sĩ cũng đang đứng chờ. Ninh Tiểu Thư, Khả Nhi Tiểu Thư đang đợi cô ở trong. Một người vệ sĩ mở miệng nói, rõ ràng hắn đã biết Ninh Nhụy Nhụy sẽ đến. Ninh Tiểu Thư, vị này là một vệ sĩ khác nhìn qua hạ thiên hơi nghi hoặc một chút hắn là bạn ta lúc này ninh nhụy nhụy cũng không có nói bậy đa phần do không muốn để hạ thiên có thêm va chạm gì với mấy người vệ sĩ này dù sao nàng cũng từng thấy được bản lãnh đánh nhau của hắn nếu đánh thật hai vệ sĩ đó chắc chắn sẽ bị thiệt thòi nghe ninh nhụy nhụy nói vậy hai người vệ sĩ kia cũng không cản lại ninh nhụy nhụy tiếp tục đi thẳng về trước rất nhanh đã tới cửa căn phòng cửa phòng mở ra một giọng nói dễ nghe nhanh chóng chuyển đến, nhụy nhụy, người nhanh vậy đã đến rồi. Một cô gái tuổi trẻ xuất hiện ở cửa vào, ăn mặc trông vô cùng phổ thông, dáng người lại coi như không tệ, chỉ là vẫn còn chênh lệch rất nhiều nếu so với ninh nhụy nhụy, đặc biệt là đôi chân, càng thua xa. Khả nhi, người tới, ta đương nhiên phải nhanh chóng đi gặp rồi. Ninh nhụy nhụy và cô gái trẻ tuổi ôm nhau, há, nàng hình như cao hơn người ta vừa đúng một cái đầu. Trước tiên qua đây đã, Mỹ nữ kia, cũng chính là Triệu Khả Nhi lôi ninh nhụy nhụy vào trong gian phòng, sau đó lại ồ một tiếng, nhụy nhụy, người còn mang bạn tới à? Nhìn qua Hạ Thiên, vẻ mặt của Triệu Khả Nhi có hơi kỳ quái, nguyên nhân rất đơn giản, đến bây giờ, Hạ Thiên vẫn mặc áo thun quần đùi kèm theo một đôi dép lê. Ta không phải bạn, mà là chồng cô ấy. Hạ Thiên lại mở miệng nói. Há, Hạ Thiên, người tên bệnh thần kinh này, từ khi nào ngươi trở thành chồng ta vậy? Ninh Nhụy Nhụy lập tức muốn điên lên, đây là người gì thế, nào có ai nói bậy bạ như tên này chứ. Tiểu muội chân dài, ta sớm muộn gì cũng là chồng của ngươi thôi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, vì nếu ngươi không làm vợ ta, vậy đợi lát nữa có người muốn giết ngươi, ta sẽ không cứu ngươi. Ngươi nói hưu nói vượn gì đó, ở đây, sao lại có ai muốn giết ta được? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói. Chính là nàng ta muốn giết ngươi. Hạ Thiên lấy tay chỉ vào Triệu Khả Nhi một cái người chớ nói nhảm, Ninh Nhụy Nhụy vừa nói ra mấy chữ, tiếp đó đã trợn tròn mắt, bởi vì nàng chợt thấy một họng súng mà người đang cầm nó, không ai khác, chính là Triệu Khả Nhi. Chương 1529, ta vẫn không muốn làm vợ ngươi. Khả Nhi, ngươi, ngươi, ngươi sao lại? Ninh Nhụy Nhụy nhìn qua Triệu Khả Nhi, nói chuyện cũng trở nên cả lâm, đây là xảy ra chuyện gì? Nhụy Nhụy, xin lỗi, ban đầu ta còn muốn ôn chuyện cũ với ngươi một chút trước nhưng không ngờ, ngươi lại dẫn theo tên này, thế mà liếc mắt đã nhìn ra vấn đề, vậy, ta cũng chỉ có thể làm kế hoạch sớm hơn thôi. Nghe giọng của Triệu Khả Nhi nói như thật có chút xin lỗi, tiếp đó hô ra phía ngoài một câu, các ngươi vào đi. Hai người đàn ông bước đến, chính là hai vệ sĩ vừa nãy đứng trước cửa thang máy trở ninh nhụy nhụy, mà lúc này, trong tay mỗi người họ đều đang cầm súng. Hai người bọn ngươi, giải quyết hắn. Triệu Khả Nhi nhìn Hạ Thiên một cái, ra lệnh hai vệ sĩ gật đầu tiếp đó cầm súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên trong đó một vệ sĩ chợt mở miệng nói ra tiểu tử đi theo chúng ta mình chuyển sang nơi khác Hàn Huyên trò chuyện với nhau một lát không có hứng thú các ngươi tự buôn chuyện đi Hạ Thiên hơi không kiên nhẫn sau đó lại nhìn qua Ninh Nhụy Nhụy tiểu muội chân dài người thật sự không làm vợ ta sao nếu ngươi vẫn không làm ta cũng thật sự thể không cứu ngươi Khả Nhi ngươi người đây có phải đang chơi trò đùa quái đản gì với ta không? Ninh nhụy nhụy vẫn mãi khó tin được, tất cả đang xảy ra trước mắt mình, đây nhất định là trò kỳ quái gì của ngươi, đúng không? Ta biết người biết diễn kịch, người nhất định là đang diễn trò, đúng hay không? Tiểu muội chân dài, cái não này của ngươi thật có vấn đề rồi, lỡ người ta chính là sát thủ, đặc biệt tới giết ngươi, thì sao? Hạ thiên lắc đầu, người vẫn nên nhanh chóng đồng ý làm vợ ta thôi, như vậy, ta sẽ có thể cứu ngươi lập tức nhụy nhụy, người bạn ngươi mang tới này, ngược lại thật tự tin, không bằng ngươi đồng ý với hắn đi, trước khi chết, tìm một người đàn ông cũng tốt, vậy, người xuống đó cũng sẽ không cô đơn. Triệu Khả Nhi mỉm cười, nể tình bạn bè, ta có thể làm chuyện cuối cùng cho ngươi, có lẽ, chính là giúp ngươi đưa hắn xuống dưới với ngươi. Ta cũng sẽ không đi bồi tiểu muội chân dài, nếu tiểu muội chân dài vẫn không làm vợ ta, đợi nàng chết, ta sẽ đưa cả ngươi xuống dưới, chơi với nàng. Hạ Thiên nhìn qua Triệu Khả Nhi, vẻ mặt không vui, ta ghét nhất loại người như ngươi, khuôn mặt không đẹp, còn dám bắt trước tên của vợ ta. Nhóc con, ngươi đi theo chúng ta đi, một vệ sĩ ở đó quát lên. Đừng nóng vội, gia hỏa này cũng có chút thú vị. Triệu Khả Nhi lại cười, ngươi nói ta bắt trước tên của vợ ngươi. Ngược lại, ta thật muốn biết, ta sao chép tên ai chứ? Triệu Vũ Cơ và An Khả Khả, tiếp theo lại là Ninh Nhụy Nhụy, đến bây giờ, nàng cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, người nàng gọi là bạn, thật sự lại là sát thủ, hơn nữa, còn tự tay tới giết nàng. Điều này khiến Ninh Nhụy Nhụy như có cảm giác mất hết ý chí, lúc đầu là Hồ Gia Vĩ, dù không thích vẫn theo đuổi nàng tận mấy năm, đột nhiên như tên biến thái, tiếp đó là tài xế Ninh Tứ, người luôn trung thành tuyệt đối với nàng, cũng biến thành một tên biến thái, muốn giết nàng không nói, còn có ý đồ xấu với nàng, bây giờ, lại tới người nàng luôn cho là bạn tốt nhất. Triệu Khả Nhi lại muốn giết nàng. Những người này đều là người nàng vô cùng quen thuộc, cuối cùng lại còn không đáng tin bằng tên lưu manh hạ thiên kia. Triệu Vũ Cơ và An Khả Khả, Triệu Khả Nhi lập tức cười to, thú vị, tên này của ta đúng là đặt theo các nàng, có điều, người đang ảo tưởng sao? Hai người họ là vợ của ngươi. Không phải ảo tưởng, là thật mà. Ninh nhụy nhụy lại tiếp lời, chuyện này nàng vốn cũng không tin, nhưng trước sau cũng đã chứng thực rồi. Nhụy nhụy, ngươi là bị ai kích thích vậy? Triệu Khả Nhi lắc đầu, người nói đùa, hai vị kia cũng chẳng phải người bình thường, người không vào ngành giải trí, người không biết, bối cảnh của hai người họ, lớn không bình thường đâu. Các nàng là vợ ta, bối cảnh đương nhiên phải lớn. Hạ Thiên lười biếng nói tiếp, ô, chờ ngươi chết, ta sẽ đổi tên cho ngươi, với khuôn mặt xấu xí của ngươi, không có tư cách bắt trước tên vợ ta. Gương mặt của ta xấu, Triệu Khả Nhi có hơi tức giận, ngươi lại dám nói ta xấu. Đừng kích động, hắn cảm thấy ta cũng khó nhìn. Ninh nhụy nhụy tương đối hiểu rõ suy nghĩ của Hạ Thiên, bởi vì ta không đẹp bằng vợ của hắn, chỉ cần như vậy, đều sẽ bị tính là xấu. Người chắc cũng vì không đẹp như triệu vũ cơ và an khả khả người ta, nên mới bị chê như thế. Đây là suy nghĩ quái quỷ gì vậy? Dù thân là sát thủ, giờ triệu khả nhi vẫn không thể bình tĩnh, rõ ràng, sát thủ cũng sẽ để ý bề ngoài, huống chi nàng còn có một thân phận khác là làm ngôi sao nữa. Suy nghĩ này rất bình thường, Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó lại nhìn qua Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, chẳng lẽ người thật muốn chết à? Người mới muốn chết đó, Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, nàng mới không muốn chết, nàng còn trẻ, xinh đẹp như vậy ngay cả yêu đương còn chưa từng, chết sẽ thiệt thòi biết bao. Vậy mau đồng ý làm vợ ta đi, Hạ Thiên thúc giục, ta không thích bị người dùng súng chỉ vào đâu nhưng ta vẫn không muốn làm vợ ngươi. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, giờ nàng đang tương đối xoắn suýt, kỳ thực, nàng vẫn rất tin năng lực của Hạ Thiên, dù giờ đang có ba thanh súng chỉ vào họ, nhưng, nàng thấy Hạ Thiên nhất định có thể cứu được nàng, vấn đề là, nàng thật sự không muốn làm vợ tên gia hỏa lưu manh lại thần kinh này chút nào. chương 1530, thật xin lỗi, ta ngược lại thật rất hiếu kỳ, người đến cùng lấy tự tin từ đâu ra. Triệu Khả Nhi nhìn qua Hạ Thiên, dưới tình huống này, người còn thấy mình có cơ hội để phản kháng. Dừng một chút, Triệu Khả Nhi lại nhớ tới, đúng, ta lại quên hỏi, người tên gì? Có thể liếc mắt đã nhìn ra ta là sát thủ, theo lý thuyết, cũng cũng không phải người tầm thường. Hắn tên Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng nói một câu. Hạ Thiên, Triệu Khả Nhi có hơi mơ hồ, tên này hình như chưa từng nghe. Vân vân. Đột nhiên, vẻ mặt của Triệu Khả Nhi chợt thay đổi, ngươi, ngươi là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Không sai, ta chính là hạ thiên đẹp trai nhất thế giới này. Hạ thiên lười biếng tiếp một câu, bây giờ còn nhớ kỹ, người biết ta, có lẽ cũng không nhiều, nhưng, nhìn như ngươi có biết đến ta vậy, chẳng lẽ, ngươi là người của ám ảnh đoàn. Hạ thiên lắc đầu, lại lầm bẩm ô, chắc không phải đâu, sát thủ của ám ảnh đoàn chắc còn biết ta, dù sao, chuyện đầu tiên khi vào ám ảnh đoàn bọn hắn cần làm, chính là nhớ kỹ khuôn mặt của ta, sư tỷ và các cô vợ của ta. Ám ảnh đoàn, ngươi, ngươi, ngươi thực sự là Hạ Thiên kia sao? Vẻ mặt của Triệu Khả Nhi cực kỳ tái nhợt, ngươi, ngươi làm sao lại? Cái gì? Hắn, hắn chính là Hạ Thiên trong truyền thuyết. Hai tên vệ sĩ vốn đang dùng súng chỉ vào Hạ Thiên, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, trong lúc lơ đáng, không ngờ bọn hắn cũng đã vô thức để súng xuống hết. "Đây, Hạ Thiên, ta, bây giờ chúng ta đi được không?" chúng ta thật sự không biết ngươi lại quen ninh nhụy nhụy ta chúng ta đi ngay bây giờ triệu khả nhi cũng thu lại súng vào bộ dáng như muốn rời khỏi mà hai vệ sĩ bên cạnh thậm chí đã quay người sắp chạy ninh nhụy nhụy nhanh chóng trợn tròn mắt cái này đây là tình huống gì ba người sát thủ thế mà bị hạ thiên dọa bỏ chạy hết trong tay họ còn có súng đó đứng lại ta có cho phép chưa hạ thiên lập tức bất mãn tiểu nguội chân dài còn chưa chịu làm vợ ta đâu, các ngươi tiếp tục đi. Ninh nhụy nhụy nghe xong thì lập tức điên lên, đây là kiểu người gì thế? Hả, Hạ Thiên, tên lưu manh đáng chết, ta có chết cũng không thèm làm vợ ngươi. Ninh nhụy nhụy thở phì phò nói. Ồ, vậy các ngươi tiếp tục đi, Hạ Thiên nhìn qua triệu khải nhi. Đây, Hạ, Hạ Thiên, ta, chúng ta thật sự không dám. Vẻ mặt của Triệu Khả Nhi như đưa đám, nói đùa cái gì, hạ thiên này rõ ràng có liên quan đến ninh nhụy nhụy nàng làm sao còn dám ra tay nữa ồ các ngươi sao lại vô dụng vậy hả hạ thiên rất khó chịu các ngươi không phải sát thủ sao sao đến giết người cũng không dám rồi các ngươi có thể uy hiếp tiểu muội chân dài chút nếu nàng không chịu làm vợ cho ta vậy các ngươi lập tức giết chết nàng đi hạ thiên ngươi tên bệnh thần kinh ngươi đủ rồi đó ninh nhụy nhụy cũng sắp điên với tên này có người tìm vợ như ngươi sao ta muốn gọi điện thoại khiếu nại ngươi với y y tỷ. Tiểu muội chân dài, ngươi tin giờ ta sẽ đánh ngươi một trận không? Hạ thiên mất hứng, không cho phép nói xấu ta với vợ y y. Đây, Hạ thiên, ta, chúng ta có thể đi chưa? Triệu Khả Nhi chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhớ đi sửa tên lại trước. Hạ thiên nhìn qua Triệu Khả Nhi, tính toán, ta đi trước, nhìn mấy ngươi đã thấy phiền, sát thủ gì đó, chả có chút tác dụng gì. Tìm vợ thất bại lần nữa, Tâm trạng của Hạ Thiên đang vô cùng không tốt, hắn nói xong câu đó, cũng nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Bốn người trong phòng hai mặt nhìn nhau, mà Ninh Nhụy Nhụy lại có hơi luống cuống, bệnh thần kinh Hạ Thiên này cứ như vậy chạy sao. Cái này, Khả Nhi, Ninh Nhụy Nhụy nhìn Triệu Khả Nhi một chút, lại nhìn hai vệ sĩ kia một chút, lúc nhất thời có chút không yên, Hạ Thiên hình như đi thật rồi, vậy Triệu Khả Nhi có thể hay không, sẽ thừa cơ hội giết chết nàng. Nếu thật sự như vậy, nàng sẽ chết thiệt thòi lắm đó thật xin lỗi nhụy nhụy ta cũng chỉ làm việc lấy tiền thậm chí là ai muốn giết ngươi ta cũng chẳng biết chuyện ta nói được cho ngươi cũng chỉ có nhiều đây triệu khả nhi nói nhanh ta phải rời khỏi đây rồi tiền phòng ba ngày ta đã thanh toán ngươi có thể ở lại đây một thời gian ngươi ngươi cứ đi như thế ninh nhụy nhụy có chút ngơ ngẩn triệu khả nhi hình như chẳng có chút ý muốn thừa cơ giết nàng nào đúng nhụy nhụy người vẫn luôn coi ta là bạn, thật ra ta cũng rất thích ngươi, chỉ là có chút chuyện, không phải thứ ta khống chế được. Triệu Khả Nhi đi tới cửa, ngừng lại, ta cho ngươi một đề nghị, Hạ Thiên đã coi trọng ngươi, vậy đồng ý với hắn đi, được làm phụ nữ của hắn là vận may của ngươi đó. Để lại câu này, Triệu Khả Nhi cũng nhanh chóng ra khỏi gian phòng, mà hai vệ sĩ nàng mang tới kia cũng vội vàng đi theo, rõ ràng, bọn hắn một phút cũng không muốn ở lại thêm. Ninh nhụy nhụy đứng trong phòng, vẻ mặt như nằm mơ, nàng luôn thấy vừa nãy mình đang mơ, bằng không thì tất cả vừa xảy ra sao lại trông không thực tế đến vậy. Mà lúc này, ở một thành phố khác, có một người đang choáng váng nhìn qua đám người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, mà người này chính là Đỗ Lê, người gọi điện thoại với người ấy không lâu trước đây. "Tổ trưởng, ngươi, các ngươi đây là?" Đỗ Lê lại không bị dọa mấy, dù sao, bối cảnh của nàng cũng rất không tầm thường, chỉ là trực giác nói cho nàng biết. Sự việc đang có hơi phức tạp. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 91.